chuyện hay audio xin mến chào quý vị và các bạn đến với những câu chuyện đời sống hay thú vị có thật và câu chuyện hôm nay thu hà gửi đến quý vị và các bạn kể về sự mù quáng của cô vợ tin vào tình yêu và sự hy sinh tuổi trẻ của cô ở bên người chồng dù kết hôn nhiều năm chưa có con thì anh vẫn yêu thương mình nhưng cái tội bất hiếu không có con nối dõi đã in sâu trong tiềm thức do ông bà ta để lại làm sao đôi vợ chồng trẻ vượt qua được lại còn có cả cám dỗ tình ái do mẹ chồng giật dây không biết câu chuyện này diễn biến thế nào mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé nhiều đêm cô chỉ biết trốn trong chăn khóc nức nở phúc thoạt đầu vẫn rất bình thường hai vợ chồng vẫn còn trẻ vẫn còn rất nhiều thời gian huống hồ y học bây giờ rất phát triển nhưng sau khi đi kiểm tra ở bệnh viện về biết được cổ tử cung thư yếu rất khó để mang thai thậm chí là thụ tinh nhân tạo cũng không có nhiều khả năng lại thêm những lời nói từ mẹ chồng cứ âm ỉ trong đầu khiến anh đâm ra chán nản anh dần đối xử với cô có chút thờ ơ và lạnh nhạt sau khi tan làm anh thường xuyên tụ tập bạn bè đi uống rượu không thèm quan tâm đến vợ ở nhà đang trông ngóng đến nhường nào nhưng như vậy thư vẫn không nghĩ người chồng chung chăn gối suốt mấy năm nay lại ngang nhiên đưa cô gái khác về nhà bọn họ còn dám làm cái chuyện ấy ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng cô vừa ấm ức vừa thất vọng gào thét tên anh bà huệ nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh nghe ồn ào liền tỏ vẻ khó chịu chậm rãi bước sang bà nhìn thấy thằng con trai mình đang ôm ấp cô gái khác vẫn bình thản mà nói cô không sinh con được cho thằng phúc nó đi kiếm người khác có gì mà phải hét ầm lên thế huống hồ đây có phải ai xa lạ đâu con bé là người cùng xóm lớn lên từ nhỏ với thằng phúc nó ngoan hiền hiểu chuyện cô cũng đừng đứng đây làm xấu mặt gia đình này mẹ mẹ đang nói cái gì vậy mẹ cũng là phụ nữ mà mẹ thư ấm ức quay sang nhìn bà Huệ. Hai mắt cô đỏ ngầu, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối. Chồng thấy ánh mắt bừng bừng sát khí của cô, bà Huệ phe phẩy cây quạt, huyết mặt đi hướng khác, đầy vẻ chán nản. Bấy giờ, Phúc nghe thấy ồn ào, từ từ mở mắt ra. Trông thấy Hiền không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh, anh liền sừng sốt ngồi bật dậy chuyện gì đã xảy ra ở trên giường anh thế này anh rốt cuộc đã làm ra chuyện hồ đồ gì anh quay sang nhìn thấy thư đang khóc liền đưa tay vỗ đầu một cái anh chỉ nhớ ban sáng bà huệ nhờ anh đi đón hiền cô lên thành phố làm ăn lạ nước lạ cái nên bà thương tình cho ở tạm vài hôm vốn định sẽ về nói với thư ai ngờ lại bị cô bắt gặp trong tình huống éo le như vậy, anh thật sự đã làm ra chuyện bại hoại đó ư? Sao lại ồn ào thế? Hiền ngơ ngác ngồi dậy, trông thấy cơ thể không một mảnh vải, cô liền níu lấy tấm chăn che kín người, mếu máu. À, chuyện gì xảy ra thế này? Anh Phúc, chúng ta... chúng ta đã... trời ơi, làm sao em có thể... Hiền ôm lấy tấm chăn, cầm theo quần áo, chạy vào nhà tắm khóc nước nở. Bà Huệ nhếch môi, kêu hai vợ chồng cùng Hiền nhanh chóng xuống phòng khách. Rồi bà ngoảnh mặt rời đi, không thèm quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Thư. Thư siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ hoe, nhìn long long phúc. Hai hàng nước mắt sóng sánh như cánh diều đứt dây lăn dài trên má cô. Thư không chịu được, liền ngồi sụp xuống đất mà khóc lóc. Trông thấy đốm máu đỏ trên ga giường, cô lại nở nụ cười chua chát. Hai tay ôm lấy đầu khóc nước nở. Phía sau khi mặc lại quần áo, đứng nhìn cô một lúc lâu mới có thể cất giọng nói lý nhí. Thư, chuyện này anh thật sự không biết gì cả. Tàng chứng vật chứng rành rành. Anh nói anh không biết là không biết thế nào. Thư kích động chỉ tay vào đố máu ở trên giường Nói Nếu muốn vui chơi anh có thể ra ngoài Tại sao lại dẫn phải tận phòng ngủ của tôi Thư ơi nghe anh giải thích Anh thật sự không biết gì Anh thừa nhận mấy ngày qua Cơ hội lạnh nhạt với em Chỉ vì anh quá buồn phiền Nhưng anh vẫn rất yêu em Không đời nào anh làm ra cái loại chuyện này cả Em tin anh đi mà Thư Phúc quỳ sụp xuống chân Thư nắm lấy bàn tay cô không ngừng giải thích anh thật sự chỉ nhớ sau khi uống xong ly nước liền cảm thấy buồn ngủ anh nhanh chóng đi lên phòng định chợp mắt một tí còn những chuyện sau đó anh quả thật không nhớ gì cả trông thấy hiền thay xong bộ quần áo thư bực dọc đứng dậy đi ra ngoài phúc thở dài một tiếng vội vã chạy đuổi theo cô cả hai, đâu nhìn thấy ẩn sau gương mặt xinh đẹp của Hiền là một nụ cười thâm hiểm. Cô liếc mắt nhìn đốm máu trên ga giường trắng tinh, liền nhếch môi cười đắc ý. Nhưng rất nhanh, đã bày ra bộ mặt của kẻ bị hại vô cùng đáng thương, đi theo sau hai vợ chồng thư xuống phòng khách. Bà Huệ trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hiền, liền không kiềm lòng được mà ăn ủi vài câu trước khi Phúc quyết định lấy thư, bà từng có suy nghĩ muốn Hiền trở thành con dâu nhà này. Nhìn cô lớn lên từ nhỏ, tính tình đoan trang hiểu chuyện, bà yêu thích vô cùng. Thấy Hiền nép vào lòng mình khóc nức nở, bà hiền hừ lạnh một tiếng. "Bác nhất định sẽ làm chủ cho con, ngoan, đừng khóc nữa." "Bác à, con không muốn làm khó anh Phúc, là con, là con tự nguyện." chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nha bác. Hiền nắm chặt bàn tay bảo bà Huệ, vừa khóc vừa cất giọng nói. Mãi một lúc lâu sau, bị Hiền dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, bảo Huệ mới chép miệng. Hiền còn thật là hiểu chuyện, không giống như một số người. Nếu còn đã định như vậy, còn cứ tạm thời ở đây. Khi nào tìm được công ăn việc làm hẳn hoi, rồi hãng đi con à mẹ mẹ để cô ta ở lại đây sao có thể ý tôi đã quyết bà huệ ngắt ngang lời thư quay sang nắm lấy cánh tay hiền dắt lên phòng dành cho khách lòng thư như lửa đốt nước mắt vẫn không ngừng rơi lã trã. thì ra cái gọi là làm chủ lại là như thế này đây thư lười biếng liếc mắt nhìn sang phúc từ đầu đến cuối anh chỉ biết im lặng ngồi nghe bà huệ phân xử từ bao giờ anh lại trở thành kẻ nhu nhược như vậy?" Cô giận dữ bỏ về phòng, gom hết ga giường quăng ra ngoài. Cô cũng không quên xịt khuẩn khắp phòng ngủ của mình. Mùi của người đàn bà đó không thể lưu động lại đây. Buổi tối đó, Phúc không dám động đến một giọt rượu, chậm rãi tiến về chỗ thư đang nằm. Anh leo lên giường, đặt tay lên vai vợ, cất giọng thỏ thẻ, "Thư à, còn giận sao?" đừng có động vào người tôi Thư vẫn còn tức giận Liền hất bàn tay Phúc ra khỏi người mình Bực dọc quát Anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra mà Anh cũng không biết tại sao Hiền lại nằm trên giường chúng ta Em, em phải tin anh chứ Lúc đầu là Thư quá kích động Không kịp suy nghĩ nguyên nhân sâu xa Bây giờ khi đã bình tĩnh lại Nghe chồng mình giải thích Cô lại bị thuyết phục Theo một chiều hướng khác khi ở phòng khách hiền lại nói vì nghe thấy tiếng động là ở trong phòng nên mới vào xem sau đó thì xảy ra chuyện với phúc hiền đã cố gắng kháng cự nhưng vì tình yêu đơn phương nên tự nguyện dâng hiến cho người đàn ông này mặc dù biết anh đã có vợ đã có gia đình nhỏ của mình nếu đúng như lời hiền nói vậy tại sao khi biết hai người đã phát sinh quan hệ cô ta lại khóc như một kẻ bị hại giờ nghĩ lại lời nói giữa phúc và hiền có mâu thuẫn quá lớn cô tin phúc sẽ không gạt cô đây là sự tin tưởng tối thiểu giữa vợ và chồng nhưng còn cô gái mang danh nghĩa hàng xóm kia lại quá nhiều điểm nghi vấn cô nhất định sẽ tìm ra chân tướng đằng sau sự việc Nhất quyết không dâng chồng Và tài sản của mình cho kẻ khác Sau khi tìm được việc Hiền sẽ đi Em đừng giận nữa nhá Anh xin lỗi vì thời gian qua đã thở ơ Và lạnh nhạt với em Cũng vì anh đau lòng quá độ Thôi ngủ đi Thư bực dọc kéo chăn đắp lên người Thở ơ trước lời nói của Phúc Anh chỉ ngậm ngùi Nằm xuống cạnh Thư Giang tay ôm lấy cô Nhưng lại bị cô từ chối buổi sáng ngày hôm sau thư thức dậy thấy phúc đang ôm chặt lấy mình nhìn gương mặt hốc hác của anh cô chợt nghĩ đến những chuyện đau thương vừa qua một người khao khát được làm ba nhưng vợ lại khó có thể mang thai trong lòng anh chắc hẳn vô cùng khó chịu cô có thể hiểu được bởi lẽ cô từ lâu cũng mong chờ một thiên sứ chui ra từ bụng mình bất giác Cô đưa tay lên xoa bụng Rốt cuộc kiếp trước Cô đã gây ra tội ác đến nhường nào Nên kiếp này mới phải trả giá đắt như vậy Bấy giờ Phúc cũng choàng tỉnh lại Anh nheo mắt nhìn cô Anh ngồi dậy Đặt lên trán cô Một nụ hôn chào đón ngày mới Đã bao lâu rồi Anh không hành động thân mật như thế với cô Cũng chính những sự việc diễn ra ngày hôm qua Mới khiến anh như bình tĩnh vì sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất cô. Bất giác trong lòng anh dâng lên một tia sợ hãi. Bác sĩ đang nói cô chỉ khó mang thai chứ không phải không có khả năng. Thời gian còn dài, anh không tin hai vợ chồng vẫn không có con được. Biết thư vẫn còn giận chuyện hôm qua, Phúc cũng không dám nhắc lại. Anh chỉ biết lặng lẽ đi theo cô xuống lầu dùng bữa sáng Vốn định phụ giúp vợ nấu ăn Lấy công chuộc tội Nào ngờ vừa ra tới phòng bếp Trên bàn đã có sẵn Bốn tô bò kho thơm nước Hiền còn đang loay hoay trong bếp Chồng thấy hai vợ chồng Liền nghiến răng khó chịu Nhưng cô đã nhanh chóng Giấu đi cái vẻ mặt ganh ghét đó Niềm nở nói Chị Thư thức rồi à Chị ngồi xuống đi Em thấy trong tủ lạnh có một ít thịt bò nên nấu món này chị ăn thử xem có vừa miệng không chuyện ngày hôm qua vạn lần là em sai chị tha thứ cho em nhé cô là khách cũng đừng tự xem mình là chủ nhà thư gắt gỏng đáp ồ ờ, vậy cũng xem có chủ nào như cô không ngủ tới mặt trời đứng bóng bà huệ từ phòng ngủ bước ra cất giọng sang sảng bác đừng la chị thư là con dậy sớm quen rồi Hiền vội chạy đến Kéo ghế cho bà Huệ Ân cần lau đũa Đưa cho bà Y như đứa con dâu chính thức trong nhà Thư liếc mắt Nhìn về phía Hiền Bất chợt trông thấy ánh mắt đắc ý của cô ta Cô bỗng ngây người Cô thật sự không hề nhìn lầm Cô còn có thể cảm nhận được Sự khiêu khích trong ánh mắt đó Lẽ nào mọi chuyện đúng như Phúc nói Anh hoàn toàn không biết đã xảy ra việc gì bởi người đứng đằng sau thao túng tất cả Là cô Hiền đây Ăn cũng được đó Nếu cô đã thích Thì thời gian ở đây Cứ là việc quét dọn nấu nướng đi Nhà tôi không chứa kẻ ăn không ngồi rồi Thư vừa ăn vừa nói Muốn giật chồng người khác Thì cũng phải xem vợ người ta là ai Nếu đã muốn ở đây Cô cũng không thể để cô ta nhàn hạ được Bà Huệ nghe thấy Liền đặt mạnh đôi đũa xuống bàn Gương mặt đầy tức giận Cô xem cô đi Có người phụ nữ nào đánh đá như cô không Sao lúc trước tôi lại không nhìn ra chứ Bấy lâu nay đã để thằng Phúc phải chịu đựng cái tính xấu của cô Từ trước tới nay Dù bà Huệ có nói gì đi nữa Thư cũng cố gắng chịu nhục Vì cô nghĩ cô là con dâu trong nhà Còn bà vì nôn nóng bế cháu nên mới hành xử như vậy nhưng sau khi chuyện ô nhục giữa chồng cô và hiền diễn ra cô đã không thể nhẫn nhịn được nữa chỉ vì một kẻ thứ ba mà mắng nhiếc người con dâu mà mình bưng mâm cỗ rước về ư cùng là người phụ nữ với nhau sao bà lại không thể cảm thông cho cô chứ mẹ ăn xong rồi à mẹ đi thong thả nhé hiền còn nhanh đỡ bác vào trong thật tức chết tôi mà Bà Huệ trông thấy thái độ bất cần của cô liền tức giận Không nuốt nổi thức ăn Đi thẳng về phòng Càng nhìn Hiền Bà lại càng hối hận Về quyết định năm xưa Nếu giờ Hiền mà là con dâu bà Thì có lẽ bà đã bế mấy đứa cháu rồi ấy chứ Ngặt nỗi Thằng con trai chỉ thương mỗi thư Mà lúc ấy Bà cũng thấy thương ngoan hiền hiểu chuyện Dù sao cũng là con nhà có gia giáo Giờ mọi chuyện vỡ lẽ ra Không ngờ cô lại trao chát Và đành đá đến như thế Sau khi dỗ dành bà Huệ Hiền quay trở ra phòng bếp Tiếp tục ăn bữa sáng Trước khi đi làm Thư cũng không quên dặn cô Nhớ rửa bát Nhìn theo bóng lưng hai vợ chồng họ rời đi Hiền hận chỉ muốn ném số bát xuống sàn nhà rõ ràng thư đang coi cô như một người giúp việc không hơn không kém cô siết chặt đôi đũa trong tay ánh mắt bừng bừng sát khí rồi sẽ có một ngày con hiền này làm chủ cái nhà này thư ơi là thư mày hãy đợi đến ngày bị tống cổ khỏi đây đi chỗ làm của nó ở gần đây tôi bảo nó về nhà ăn cơm đấy ăn ngoài vừa tốn kém vừa không ngon bà huệ lạnh giọng đáp Bà là đang trách cô Không biết chăm lo cho chồng đấy ư Cô chỉ gật gù Nhách môi cười chua chát Cô đã vì cái nhà này Làm bao nhiêu chuyện Liệu có ai nhớ Nhưng tất cả đều không bằng một người ngoài xa lạ Cô bực dọc đi thẳng lên phòng Trông thấy cô như vậy Phúc cũng khó lòng Nuốt nổi thức ăn Anh đứng dậy xin phép mẹ đi làm Chuỗi ngày mù mịt này Đến khi nào mới kết thúc buổi tối đó phúc đang trong phòng làm việc trông thấy hiền bước vào anh liền cảnh giác cô đặt ly sữa với một ít bánh xuống bàn cô cố tình khom người để lộ cái rãnh sâu ngun ngút giữa hai ngọn núi trong xanh khiến mặt phúc bỗng trở nên đỏ ửng vội quay sang hướng khác trưa nay thấy anh ăn hơi ít mà còn mệt nữa anh ăn chút gì đi đừng làm việc quá sức ạ à tôi không đói, cảm ơn. Phúc xua tay đáp. Bất chợt, Hiền hét toáng lên. Ui, rán, có con rán. Rồi nhảy sổ lên người Phúc. Vòng tay, ôm chặt lấy cổ anh. Gương mặt tỏ vẻ rất sợ hãi. Trong tình thế bí bách, anh còn chưa kịp phản ứng trước hành động của Hiền. Liền cảm nhận được hai quả đào căng mọng của cô. Không ngừng cọ sát vào người anh. Anh cố gắng nuốt nước bọt, hít thở thật sâu, đỡ hiền ngồi xuống. Nhưng cô vẫn ghi chặt lấy người anh không chịu buông. Đôi chân dài trắng mịn, không biết vì vô ý hay cố tình mà quấn lấy thân anh. Phúc đỏ mặt tía tai, sắp không kiềm chế được nữa, thì một giọng nói cất lên. Hai người làm cái trò gì vậy? Thư nghe thấy tiếng thét phát ra từ phòng làm việc của Phúc, liền chạy sang xem. Không ngờ trái với sự lo lắng của cô Là hành động quấn quyết của hai người họ Ánh mắt cô tràn đầy tức giận Vẻ như sắp bắn ra lửa Phúc nhanh chóng buông hiền ra Vội giải thích Nhưng dường như Thư không nghe lọt tai Lời Phúc nói Hậm hực bỏ về phòng Dầm một tiếng Cánh cửa đóng lại Không còn nhìn thấy bóng cô nữa Anh đứng ngây người Đưa tay xoa xoa thái dương hiền cúi gằm mặt cất giọng tỏ vẻ uẩn khất em xin lỗi lại khiến anh chị em thật sự em ra ngoài đi không phải lỗi của em là thư không tin tưởng tôi phúc đưa tay ra hiệu đuổi người hiền dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi trước thái độ cương quyết của phúc lúc đi ngang phòng ngủ của thư hiền dừng bước Liếc mắt nhìn vào trong, thấy thư đang chút giận anh con gấu bông tội nghiệp, cô ta cười nhếch môi đắc ý. Sẽ sớm thôi, mọi thứ sẽ thuộc về cô, còn thư sẽ bị tống ra khỏi đây. Đang trong lúc tức giận, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, thư mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng ấn nghe rồi áp vào tai. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói thân quen. Mình vừa nhận được tin nhắn liền gọi cho cậu này cái thứ trả xanh hạ đẳng thật khiến mình tức chết mà đợi cuối tuần xong việc thì mình lập tức đặt vé máy bay về với cậu mình sẽ giúp cậu đòi lại công đạo người gọi đến là nguyên cô bạn thân từ hồi học đại học đến giờ bất kể trong lòng có chuyện buồn phiền gì thư cũng kể cho nguyên nghe nếu không phải hiện giờ cô đang công tác ở singapore có lẽ cô đã chạy đến làm ẩm lên với Phúc. Nỗi, nỗi giận trong lòng vẫn chưa nguôi, thư kể ngay chuyện vừa nãy với cô, khiến cô ở đầu dây bên kia cũng phát hỏa. Trời ơi, còn có chuyện đó nữa hả? Cái thứ đàn bà lẳng lơ mà. Sao cậu không ly hôn với ông Phúc luôn đi? Hạng người đó còn xứng với cậu đâu. Ly hôn ư? Hai vợ chồng sống chung với nhau 7 năm trời. Đâu thể nói ly hôn là ly hôn được mấy ngày nay anh ấy biết sai rồi đối xử với mình tốt lắm cậu đúng là mê muội mà Hừ, ông phúc tù mấy kiếp mới lấy được cậu đấy cậu yên tâm mình sẽ không để cô ta được như ý nguyện đâu được vậy thì mình đỡ lo lắng chỉ sợ cậu hiền quá rồi bị cô ta leo lên đầu lên cổ thôi mải mê trò chuyện với nguyên lửa giận trong lòng thư ngoài ngoài từ khi nào cũng không biết cho đến khi Phúc đẩy cửa bước vào, cô mới dập máy, kéo chăn đắp lại, giả vờ đi ngủ. Thấy vậy, Phúc cũng không làm phiền cô nữa. Anh chỉ thở dài một tiếng, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Mãi một lúc trôi qua, anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn, thư vừa ăn vừa hỏi lời một câu hiền này khi nào cô mới dọn ra khỏi nhà tôi thế ơ ờ, cô ăn nói kiểu gì vậy con hiền nó ở đây cô ăn không ngồi rồi đâu việc bếp nốt dọn dẹp một tay nó làm hết cô còn muốn thế nào bà huệ lên tiếng bênh vực không phải mẹ không thấy bảy năm qua con làm còn nhiều hơn cô ấy đó chứ nhưng như vậy thì cô ấy có thể ở lại nhà chúng ta mãi mãi à thư hở hững đáp chị thư với bác đừng cãi nhau còn bắt đầu đi xin việc rồi chắc là sẽ sớm dọn đi thôi hiền tỏ vẻ tủi thân cúi đầu đáp tôi cũng mong là vậy thư quay sang nhìn bà huệ thôi con ăn no rồi dứt lời thư cầm lấy túi sách đi làm cô không hề để ý đến vẻ mặt tức giận của bà huệ trước khi phúc rời đi hiền vội cầm lấy hộp cơm trưa đưa cho anh thấy anh một mực từ chối bà huệ liền thêm vào còn hiền nó có lòng thì con nhận đi bất đắc dĩ phúc cầm lấy phần cơm chào tạm biệt bà huệ rồi đi làm trông thái độ bẽn lẽn của hiền bà huệ liền nảy sinh ý nghĩ muốn cô trở thành con dâu nhà này hôm nay vẫn như thường lệ thư đã đi làm từ sớm bà huệ cũng vừa ra khỏi nhà đi tán gẫu với mấy bà ở công viên. Phúc này được nghỉ nên trong nhà chỉ còn lại anh và Hiền. Trong lúc đi ngang qua phòng của Hiền, anh nghe thấy tiếng thét trói tai của cô, liền nhíu mày hơi lo lắng. Anh gõ cửa mãi, vẫn không thấy ai trả lời. Không nghĩ được nhiều, anh vội chạy vào xem thế nào. Tìm khắp phòng, anh mới phát hiện Hiền bị ngã trong phòng tắm trông thấy cô không một mảnh vải che thân anh vội quay người đi hướng khác miệng không ngừng nói lời xin lỗi trong lúc anh định rời đi hiền liền cất giọng gọi theo anh phúc em trẹo chăn rồi không đứng lên được phúc đứng ngay người vò đầu không biết ứng xử thế nào anh nhắm mắt lại chậm rãi vờ lấy cái khăn tắm đưa cho cô quấn vào người xong anh mới mở mắt dìu cô đứng dậy Hiền vừa tắm xong, làn da trắng hồng mơn mởn, thấp thoáng phía dưới khăn tắm, một đôi chân thon dài, nuột nả, thoát ẩn thoát hiện. Anh khẽ nuốt nước bọt, quay đầu đi đầy hổ thẹn. Phúc ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy? Sao mày có thể chứ? Phúc chậm rãi, dìu Hiền ngồi xuống ghế. Bất giác, Hiền không biết vì giả vờ hay cố ý mà ngáng chân anh, khiến cả hai ngã nhào lên giường đúng lúc trước khăn tắm bung ra làm lộ cảnh xuân ngàn vàng trước mặt phúc anh ngây người một lúc mới đứng dậy định bỏ đi liền bị cánh tay hiền kéo lại cô ôm chặt lấy anh cọ sát hai quả đào căng mọng vào cánh tay anh giọng nói thút thít khẽ cất lên tình cảm của em anh không nhìn thấy sao chị thư lạnh nhạt với anh không tin tưởng anh anh không buồn sao anh phúc em yêu anh em không cần danh phận ở bên cạnh anh thế này thôi có được không em cũng đã dâng hiến lần đầu tiên rồi trông thấy đôi mày phúc khẽ nhíu lại hiền liền hiểu anh đang nghĩ gì cô ôm cổ hôn lên môi anh dùng lưỡi quấn lấy mật ngọt trong khoang miệng anh hành động của hiền như khơi dậy dục vọng của trong phúc chỉ một lúc trôi qua cơ thể phúc nóng bừng bừng anh liền đáp trả lại nụ hôn quyến rũ của cô anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể chỉ còn lại cảm giác da thịt mơn trớn chạm vào nhau đến tê người anh quyến luyến rời khỏi đôi môi gặm nhấm xương quay xanh đẹp đẽ hai bàn tay anh thuần thuộc vuốt ve từng nấc thịt của hiền rồi dừng lại trên hai quả đào căng mọng mặc sức xoa nắn không màn dạo đầu anh đi thẳng vào sâu bên trong nơi hoa huyệt ẩm ướt không ngừng luân chuyển ra vào thám thiểm anh xoay chuyển hiền với đủ loại tư thế khác nhau tiếng rên rỉ dưới thân càng khiến dục vọng của phúc tăng cao đã bao lâu rồi anh không được thỏa mãn như thế này sau một hồi triển miên phúc mới chợt tỉnh lại anh vỗ mạnh một cái vào đầu vội vã mặc quần áo đi ra ngoài anh đúng là cầm thú mà. Tại sao lại không thể không chế được dục vọng của bản thân chứ? Nếu Thư mà biết chuyện ngày hôm nay, cô có thể tha thứ cho anh nữa sao? Trong lúc anh vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân, Hiền mặc lại quần áo, ôm lấy eo anh từ phía sau. Anh dứt khoát đẩy cô ra. Nhưng anh càng làm như thế, cô càng siết chặt. Cô cắt giọng, tỏ vẻ tủi thân vô cùng. Anh yên tâm, em sẽ không nói với chị thư đâu em chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh anh dù không được chính thức làm vợ anh em cũng chấp nhận là tôi quá kích động tôi xin lỗi tôi sẽ tìm cho em công việc tốt coi như bù đắp cho em phúc mạnh bạo thoát khỏi hiền đi một mạch về hướng phòng ngủ của mình nhìn theo bóng lưng anh rời đi hiền nghiến răng siết chặt hai nắm tay rõ ràng anh thích cơ thể này sao lại không dám thừa nhận chứ đã làm chuyện ngoại tình sau lưng vợ còn tỏ ra ân hận à sao trên đời lại có loại chuyện nực cười thế nhỉ muốn dùng một công việc tốt để bịt miệng tôi sao anh còn quá ngây thơ rồi thưa con hiền này muốn chưa bao giờ không lấy được cả hiền nhếch môi tự đắc liền quay người trở về phòng mình ngoại tình có lần đầu nhất định sẽ có lần thứ hai thứ ba và rất nhiều lần sau đó phúc dù có thế nào đi nữa vẫn là đàn ông hoàn toàn không để cưỡng lại dục vọng trước cơ thể hoàn mỹ như hiền huống hồ lần đầu tiên của cô cũng trao cho anh mất rồi trong ý niệm của anh hiền thật sự đã thuộc về riêng mình mặc sức thỏa mãn bản thân dần dần thái độ áy náy và tự trách đối với thư cũng không còn nữa anh không biết từ khi nào lại đối xử tốt với hiền như vậy mấy ngày nay thái độ của phúc đối với hiền khác hẳn hôm nay thư còn bắt gặp hai người đi mua sắm về cô chỉ tay và đống giỏ sách trong tay hiền gằn giọng hỏi anh đưa cô ta đi mua sắm tiện đường phúc thở ơ đáp rồi chậm rãi bước lên phòng ngủ thư thấy vậy vội vã chạy đuổi theo anh, đi lên trên phòng. Gần đây, cô cứ thấy anh lạ lạ, nhưng vẫn không tiện hỏi. Bây giờ, cô không muốn quản cũng không được. Dường như, cô có một dự cảm không lành. Thái độ thân mật của anh gây hiền là sao? Dù sao người ta vẫn thường nói, phụ nữ có một giác quan có thể dự báo trước tương lai. Phúc đang lấy quần áo, định đi tắm rửa, thì Thư đẩy cửa xông vào. Cô bực dọc với sự thở ơ của anh. Cô đứng trước mặt anh, nhíu mày gặng hỏi. Anh và cô ta, dạo gần đây có vẻ thân mật quá nhỉ? Em bị điên à? Phúc có vẻ trột dạ, quất thẳng vào mặt thư. Em chỉ nói vậy, anh có cần gắt gỏng với em không? Thư tỏ vẻ hờn rỗi, bắt chéo chân ngồi xuống giường. Em nghĩ nhiều thôi, anh đi tắm. Phúc nhẹ giọng nói rồi cất bước rời đi. Thư nhìn theo bóng lưng người chồng Cùng chung sống với mình suốt 7 năm trời Ánh mắt chợt trùn xuống Cô hy vọng cảm giác của mình là sai Cô cũng hy vọng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với mình Anh thật sự không nhận ra ánh mắt của anh Khi nhìn Hiền đã thay đổi rất nhiều rồi sao Trong lúc dùng bữa sáng Thư bỗng cảm thấy buồn nôn Vội chạy vào nhà vệ sinh Cô mệt mỏi, vuốt vuốt ngực đi ra liền bị bà huệ cắt giọng mỉa mai có người hầu kẻ hạ cô còn tỏ thái độ đó sao thư cúi đầu lùi thủi đi lên phòng không hề quan tâm đến lời nói của mẹ chồng khiến bà ta tức điên định mắng cô thêm mấy câu thì phúc lên tiếng can ngăn thấy vậy hiền cũng nói thêm vài câu cho sĩ hòa vi quý cuối cùng bà huệ cũng chịu nhượng bộ không tranh cãi với thư tiếp tục dùng bữa sáng Thư nằm một mình trong phòng. Hôm nay cô cảm thấy cơ thể mệt lả nên xin phép nghỉ ở công ty. Dù thấy cô không khỏe nhưng Phúc vẫn không một lời hỏi han cứ như vậy mà đi làm. Trong nhà thì mẹ chồng ghét bỏ lại có thêm một con hồ ly cứ lởn vởn trước mặt. Cuộc sống thế này rốt cuộc vì sao cô vẫn cố chấp níu kéo. Tất cả cũng vì một chữ yêu nhưng tình yêu của cô đã quá đỗi mù quáng rồi thư chán nản cầm điện thoại lên lướt tin tức bất chợt cô lướt thấy một video về triệu chứng của phụ nữ khi mang thai vốn định bỏ qua nhưng không hiểu vì sao cô lại nhấp vào âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra chậm rãi sau khi xem hết đoạn video gần nửa giờ đồng hồ những triệu chứng đó cô giống đến 8 phần cơ thể gần đây đúng là có mệt mỏi hay choáng váng và chóng mặt. Tuy là thèm ăn nhưng ăn cũng không nhiều, thường xuyên cảm thấy buồn nôn. Cô tự nhận thấy thời gian này cô ngủ nhiều hơn hẳn. Giờ nghĩ lại, kinh nguyệt của cô đã muộn hơn một tuần rồi. Chẳng lẽ cô thật sự đã mang thai ư? Mỗng dòng suy nghĩ ấy dừng lại trong đầu cô, rồi cô nhếch môi cười. Một nụ cười tự chế giễu bản thân mang thai ư chuyện này sao có thể chứ chắc hẳn do cô quá mong muốn có con và bị áp lực về chức trách của một người vợ nên mới sản sinh ra triệu chứng mang thai giả cũng lên suy nghĩ đắn đo một lúc thư chợt nhớ ra lần trước mua que thử thai vẫn còn dư một cái để trong ngăn tủ kéo đầu giường hồi thì thử một lần cũng không mất quá nhiều thời gian cô ngồi bật dậy kéo ngăn tủ lấy ra một cái que thử thai mới toanh cô chậm rãi đi vào nhà vệ sinh thực hiện theo tuần tự những quá trình thử thai trong lúc đợi kết quả cô cứ hồi hộp đi đi lại lại hai bàn tay cô bấu vào nhau vô cùng mong đợi kỳ tích thật sự xảy ra thư cầm que thử thai trong tay cô hít thở thật sâu rồi mới dám mở ra xem cô đưa tay che miệng trợn tròn mắt nhìn hai vạch đỏ chót trên que thử thai. Gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng và sung sướng đến tột độ. Cô có thai rồi ư? Cô thật sự mang thai rồi sao? Thư vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cô nhanh lấy điện thoại gọi đến bệnh viện đặt lịch khám vào chiều nay. Hạnh phúc của cô cuối cùng cũng có thể trở lại như xưa. Thư vui mừng nằm nhoài ra giường. Cô muốn đợi đến khi nhận được kết quả chính thức từ bệnh viện Cô mới báo với Phúc Chắc hẳn anh sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng Buổi chiều hôm đó Thư mặc một chiếc áo sơ mi Với quần jean Bắt xe đến bệnh viện Kiểm tra theo lời hẹn của bác sĩ Cô vừa bước ra khỏi phòng được một lúc Hiền liền lén lút Nèn vào phòng ngủ của hai vợ chồng Thư Lúc Thư đang vui mừng Vừa ngắm nghía que thử thai Vừa điện thoại đặt lịch hẹn với bệnh viện Hiền vô tình đứng ở ngoài, nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Cô mở ngăn kéo ra, trông thấy que thử thai với hai vạch đỏ chót, liền trợn tròn mắt đầy tức giận. Kế hoạch thôn tính của cô đã thành công hơn phân nửa. Cô không thể để thư và cái thai đó phá hủy được. Bà Huệ hiện giờ dù tỏ ra rất tốt với Hiền, nhưng dù trong thâm tâm cô biết rõ, nếu con dâu bà ta thật sự mang thai thì đến nhìn bà ta cũng không thèm nhìn cô bà huệ nào có thương ai bà chỉ thương cháu nối dõi của gia đình thương mẹ của chúng nó mà thôi còn phúc nếu anh ta biết mình sắp lên trước ba thế nào anh cũng sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà để che đậy những tội lỗi và sai lầm anh đã phạm phải cô nhất định sẽ không cho những chuyện đó có cơ hội xảy ra đâu cô siết chặt que thử thai trong tay ánh mắt bừng bừng sát khí, nhìn vào tấm ảnh cưới của Thư và Phúc. Cô nhất định sẽ không để gia đình bảo vệ được vui vẻ. Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Thư nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, làm từng kiểm tra một. Một lúc lâu sau, cô ngồi đợi kết quả mà lòng nóng như lửa đốt. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội thì xin đừng tước đoạt nó. Đứa con này đối với cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Xin hãy để nó ở lại bên cạnh cô." Sau lời gọi của y tá, Thư đứng dậy đi theo vào trong. Cô ngồi đối diện bác sĩ mà hai tay cứ bấu lấy tà áo. Một lúc sau, vị bác sĩ mới cất giọng nói. "Cô đã mang thai được 6 tuần rồi." "Thật, thật sao bác sĩ?" Thư mừng rơi, ngắt ngang lời bác sĩ. Là thật, chồng cô không đến cùng cô sao? Tôi muốn cho anh ấy sự bất ngờ. Thư cười nói vô cùng hạnh phúc. Dù thai nhi phát triển bình thường, nhưng cô cũng đừng quá chủ quan. Cơ thể cô rất yếu, đừng nên vận động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cô nên chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quá căng thẳng, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đủ giấc. Sau khi nghe xong những lời dặn dò của thai phụ từ bác sĩ, Thư rời khỏi phòng khám cầm trên tay kết quả kiểm tra nhưng cô vẫn chưa dám tin đấy là sự thật ông trời quả thật không phụ lòng người sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cô cũng có thể chờ ngày thiên sứ nhỏ đến với mình cô phải nhanh chóng trở về nhà báo với bà huệ và phúc chắc hẳn bọn họ cũng sẽ vui mừng lắm chiều hôm đó phúc được tan làm sớm anh trở về nhà đúng lúc hiền muốn dọn ra khỏi đây bà huệ và anh ra sức ngăn cản ở nơi thành phố lạ lẫm hiền vẫn chưa tìm được công việc nào nếu rời đi chẳng phải sẽ ngủ đầu đường xó chợ sau cả hai nói mãi nhưng hiền vẫn kiên quyết sách vali đi cô nắm tay bà huệ thút thít con cảm ơn bác và anh thời gian qua đã chiếu cố con nhưng con không thể ở đây nữa con thật sự không có mặt mũi nào để ở đây cả có phải con thư lại làm khó con không con nói đi bác làm chủ cho con bà huệ giận dữ mắng nhiếc thư không phải đâu bác chị thư rất tốt chỉ là con con hiền ấp úng nói con làm sao bà huệ nôn nóng hỏi tiếp ý con đã quyết xin hai người đừng làm khó con nữa cuối cùng bà Huệ cùng Phúc cũng không cản nổi hiền. Cô đưa tay cầm lấy thanh kéo vali, đưa mắt tiếc nuối nhìn hai người họ, rồi ngoảnh mặt rời đi. Bỗng một vật nhỏ từ trong túi hiền rớt ra xuống sàn, phát lên âm thanh cạch một tiếng. Cô hốt hoảng, cúi xuống, nhặt lên giấu vào trong túi áo. Đôi chân nhanh chóng quay gót chạy đi. Bất giác bà Huệ kêu Phúc giữ hiền lại. Bà nhíu mày nhìn cô hỏi đưa cho bác xem hiền vẫn giữ khư khư trong túi hai mắt đỏ hoe gương mặt cúi xuống đầy tủi thân đó là que thử thai đúng không nghe thấy câu hỏi của bà huệ phúc liền nhíu mải kinh ngạc anh giật lấy vật trong túi hiền quả đúng như mẹ anh nói trong tay hiền là một cái que thử thai hai vạch anh tròn mắt nhìn chăm chăm vào hai vạch đỏ chót trên que thử thai là hai vạch hiền mang thai con của anh sao hiền cái thai là con của thằng phúc sao con vì cảm thấy có lỗi với con thư mà muốn bỏ đi đúng không sao mà dại dột vậy con hiền gật gù thừa nhận cái thai trong bụng là của phúc cô còn nói rằng đã được gần ba tuần rồi cô không muốn vì chuyện này mà phá vỡ hạnh phúc của thư và phúc cô sẽ đi về quê làm thuê cho người ta để nuôi con khôn lớn cô không dám trông mong bà huệ và phúc sẽ thừa nhận đứa con này dù sao đó cũng là một tai nạn mà thôi bà huệ nghe xong thì mắng cho hiền một trận nếu cô đã mang thai đứa cháu nối dõi cho cái nhà này sao có thể để cô đi như vậy bà đã chờ ngày này lâu lắm rồi Bà khao khát có đứa cháu nhỏ quấn lấy bà Gọi hai tiếng bà nội Bà ôm hiền vào lòng Đỡ cô ngồi xuống ghế sofa Ân cần dặn dò Phụ nữ mang thai Ở giai đoạn đầu cực kỳ quan trọng Bà kêu phúc mang vali của Hiền lên phòng Nhất quyết không để Hiền rời đi Cuối cùng Cô cũng chỉ có thể nghe theo Sự sắp xếp của hai người họ Đúng lúc Phúc định đem vali của Hiền về phòng thư đẩy cửa bước vào mặt cô vô cùng vui vẻ cô tinh mắt nhìn thấy chiếc que thử thai trong tay bà huệ cùng gương mặt vui mừng của bà và phúc cô liền đoán phúc tìm được que thử thai trong phòng nên đưa cho bà xem cô vui mừng cất giọng hỏi hai người biết rồi sao nếu không bị tôi bắt gặp cô định giấu đến bao giờ bà huệ bỗng thay đổi sắc mặt lạnh giọng nói con chỉ định khi có kết quả của bệnh viện mới báo cho hai người mà thư đáp <laughs> đến lúc đó con hiền với cái thai trong bụng đó đã bị cô đuổi đến nơi nào rồi còn ở đó mà biện minh bà huệ gắt gỏng nói thư nghe không hiểu ý bà huệ liền hỏi lại phúc biết tính mẹ không thích rong dài anh trực tiếp nói thư nghe những việc vừa xảy ra trong căn phòng khách này Nghe xong, Thư không khỏi bàng hoàng. Những lời Phúc nói chẳng khác nào xét đánh ngang tay. Hiền đang mang thai con của anh sao? Còn cứ ở lại, bác nhất định sẽ bắt thằng Phúc lấy con. Bà Huệ đinh ninh. Mẹ, vậy còn con, mẹ muốn anh Phúc ly hôn với con sao? Thư tròn xoay hai mắt, cất giọng hỏi. Ý tôi đúng là vậy. Bà Huệ lười biếng, liếc nhìn Thư Mẹ ơi con cũng Bỗng hiền đưa hai tay ôm bụng Dên dỉ ngắt ngang lời nói của Thư Thấy vậy bà Huệ liền kêu phúc bế cô lên phòng nằm nghỉ Bà cũng nhanh chân bước theo sau Không thèm quan tâm đến cô gái Đang đứng một mình lẻ loi ở bậc cầu thang Thư nhìn theo bóng ba người họ Không khỏi tủi thân ngồi sụp xuống chân cầu thang tay siết chặt kết quả kiểm tra ở bệnh viện. Cô không biết từ khi nào nước mắt bắt đầu rơi lã trã. Sau họ lại không nghe cô nói, trong bụng cô cũng có đứa con của anh mà. Chẳng lẽ cái thai trong bụng hiền là cháu nối dõi của nhà này, còn con cô thì không phải sao? Những ấm ức tuổi nhục, kìm nén trong lòng bấy lâu nay, cô chỉ biết ôm đầu gối, khóc nức nở hạnh phúc tưởng chừng như đã trở lại nhưng thật chất chỉ là hư vô mơ mộng hão huyền cô níu kéo những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình nữa liệu có xứng đáng không thư mày trông chờ vào cái gì trong căn nhà này đây buổi tối bà huệ đích thân xuống bếp nấu canh gà tẩm bổ cho hiền đến phúc cũng túc trực bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con cô ta còn Thư chỉ biết lặng lẽ đi xuống phòng bếp tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì nấu ăn được không. Sau một hồi tìm kiếm, cô chỉ đành ăn tạm gói mì tôm. Trong nhà có hai thai phụ nhưng cách đối xử lại khác xa nhau quá. Rốt cuộc cô không biết ai mới là con dâu, ai mới là vợ trong căn nhà này. Bước ngang phòng hiền, thấy một gia đình ba người hạnh phúc thư chỉ biết ngậm ngùi trở về phòng cô nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn cảm giác lạnh lẽo vô cùng dù trước đây cô cũng cảm nhận sự ghẻ lạnh của mẹ chồng sự thờ ơ và lạnh nhạt của phúc nhưng cô chưa từng cảm thấy suy sụp như hiện tại những cảm xúc bây giờ có lẽ xuất phát từ cái thai trong bụng cô thư đưa tay lên xoa xoa bụng mỉm cười chua chát dường như cô đã quên mất việc muốn chia sẻ hạnh phúc này với bà Huệ và Phúc. Cô quyến luyến nhìn tờ kiểm tra rồi lặng lẽ cất sâu vào đáy tủ. Một mình cô vẫn có thể yêu thương con thay phần họ. Tối nay Phúc không về phòng. Có lẽ anh vẫn còn đang tận hưởng hạnh phúc khi được làm ba. Thư nhắm mắt kéo chăn đắp kín người. Tiếng khóc thức nở của một người phụ nữ khẽ cất lên trong căn phòng tĩnh lặng, đau thương này. Trái với sự buồn tẻ của Thư, bên phòng hiền tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Bà Huệ sung sướng, nằm lấy tay cô hỏi. Con cứ yên tâm dưỡng thai, đừng sợ con Thư. Có bác ở đây, nó không dám làm gì con đâu. Huống hồ còn có thằng Phúc nữa. Con cảm ơn bác và anh đã thương con. Không biết con đã tu mấy kiếp mới gặp được hai người ạ." À. Hiền ôm trầm lấy Bảo Huệ, dịu dàng nói. "Em nhớ giữ gìn sức khỏe, chú ý đứa nhỏ, đừng làm việc quá sức." Phúc cũng chen vào nói mấy câu. Phúc cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ là khác với mong ước của anh, người mang thai không phải là thư. Nhưng cuối cùng anh đã có thể lên chức ba. Cảm xúc lúc bấy giờ không từ nào có thể diễn tả nổi. Anh nhất định sẽ chăm lo cho đứa nhỏ này thật tốt. Con của anh, thật sự là con của anh. Buổi sáng hôm sau, Thư dậy muộn, lúc xuống phòng bếp, đã chẳng còn gì để ăn. Cô mệt mỏi, định về phòng, gọi thức ăn giao đến. Cô bỗng dừng thèm ăn gà rán, thèm trà đào. Đây là cảm giác thèm ăn của thai phụ ư. Thư vừa bước lên cầu thang, đã bị bà huệ gọi lại cô chậm rãi bước đến chỗ bà ngồi xuống đối diện bà không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề con hiền nó đang mang thai việc nhà từ giờ do cô làm con không làm muốn thì cô ta thuê giúp việc đi ạ thư thẳng thừng đáp ơ ờ hay cô có biết nó vì nghĩ cho cô mà xin tôi sau khi sinh con sẽ do hai vợ chồng cô nuôi còn nó đi phiêu bạt đâu đó, không dám mang tiếng làm kẻ thứ ba. Thư bỗng phá lên cười khanh khách, cô ta dám xen vào hôn nhân người khác, nhưng lại sợ mang tiếng là kẻ thứ ba. <laughs> Trên đời này cũng còn tồn tại cái loại người không có liêm sỉ như vậy sao? Bảo Huệ không hiểu thư đang cười cái gì, nhíu mày chỉ trích cô. Thư đứng bật dậy, đi lên phòng, mặc cho Bảo Huệ gọi ýới theo thư ủy oải ngồi xuống giường lấy điện thoại gọi thức ăn xong cô cất lại điện thoại vào ngăn tủ kéo chợt phát hiện que thử thai đã không còn nữa cô nhíu mày lục lọi một lúc lâu cô nhớ rõ hôm đó cô đã bỏ nó vào đây cơ mà chuyện gì đã xảy ra thế này bất giác cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua sau khi cô đi kiểm tra về que thử thai trong tay bà huệ cùng một hiệu với cái cô đã dùng là một sự trùng hợp nào đó sao chẳng lẽ hiền đã biết cô mang thai nên mới vạch ra kế hoạch toàn mỹ này thảo nào cô cứ thấy là lạ người như cô ta sao có thể nói dọn ra ngoài là dọn ngay thì ra là muốn bảo huệ phát hiện que thử thai rớt ra trong túi áo cô ta nếu thật sự là như vậy thì hiền không hề có thai Nghĩ vậy, Thư vội vã chạy ra ngoài, liền bắt gặp Hiền đang hoành hoang đi tới. Cô đứng chắn trước mặt Hiền, không vòng vo mà hỏi thẳng. Cô đã lấy cắp que thử thai của tôi. Cô có bằng chứng không? Hiền nhếch môi, dương dương tự đắc. Ghé sát tài Thư thỏ thẻ. Đúng đấy, là tôi lấy đó thì sao? Trong bụng tôi không hề có đứa bé nào hết. Nhưng như thế thì đã sao nào? Cô có nói, cũng không ai tin cô đâu." Thư định giơ tay lên, tát vào gương mặt đều cáng của Hiền, còn chưa kịp chạm vào da thịt cô ta, một tiếng á vang lên thất thanh, cô ta ngã bạch xuống đất. Thấy vậy, Phúc nhanh chân chạy đến đỡ Hiền đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Thư, vẻ mặt anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Khóe môi Hiền nhếch lên đầy khiêu khích, nhưng rất nhanh đã giấu đi bộ mặt giả tạo đó. Giọng nói run run khẽ cất lên. Chị Thư, em biết chị không thích em, nhưng trong bụng em là con anh Phúc mà. Nó đâu có tội gì, sao chị bắt em phá nó? Hiền nép vào lòng Phúc, tỏ vẻ rất sợ hãi, khóc nức nở. Thường nghe thấy vậy, tức không nói nên lời. Cô đã quá xem thường Hiền rồi. Sao cô ta có thể nói dối không chớp mắt như vậy được cô níu lấy tay phúc lắc lắc đầu cất giọng phúc cô ta không hề có thai chính miệng cô ta vừa thừa nhận em chưa có đánh cô ta anh phải tin em phúc phúc tức giận hất cánh tay thư ra một mực ôm lấy hiền anh cất giọng gằn từng chữ một trông vô cùng đáng sợ không có là không có thế nào anh và mẹ đều đã thấy kết quả kiểm tra của Hiền. Em đừng có làm loạn nữa, để mẹ con Hiền yên đi. Nói rồi, Phúc dìu Hiền đi về phòng ngủ, bỏ lại một mình thư, đứng ngây ngốc, nhìn theo bóng lưng hai người họ. Tình cảm hơn 10 năm trời của hai người lại không bằng mấy tuần với kẻ thứ ba. <laughs> anh thả tin lời nói dối của Hiền mà không chịu tin vợ mình dù chỉ một phút thôi sao? rốt cuộc trong lòng anh có còn vị trí của cô không bất giác thư đưa tay đặt lên bụng ánh mắt buồn bã vô cùng cô không thể để con cô sinh ra mà không có ba nó nhất định phải có đủ tình thương của hai người vì con và vì chính mình cô sẽ không để hiền đạt được mưu kế trong ngôi nhà này trước nay cô đã quá nhún nhường trước hiền giờ nghĩ lại cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc cô nuốt lại cơn uất hận lặng lẽ đi về phòng chưa bao giờ cô cảm nhận được sự cô đơn lại rõ rệt như vậy nếu không phải vì sự xuất hiện của con có lẽ cô đã không thể chống chọi đến tận bây giờ buổi tối bà huệ đang nấu ăn chồng thấy phúc đi đến liền gọi anh lại hỏi nhỏ đề nghị của mẹ con định thế nào?" Phúc nghe xong, liền hiểu ý bà Huệ muốn nói gì. Mấy ngày trước, bà đã đề cập với anh việc ly hôn thư, nhưng trong thâm tâm Phúc anh không hề muốn. Dù sao, hai người cũng đã yêu nhau hơn 10 năm trời. Suy nghĩ một lúc, liền gạt ngang ý định của bà Huệ. Anh thật sự không có tình cảm gì với Hiền cả, anh chăm sóc cô chỉ vì đứa nhỏ trong bụng. Nếu anh muốn ly hôn thư để lấy Hiền làm vợ thì anh không làm được. Bà Huệ nghe con trai nói xong thì chỉ biết tức anh ách. Nhưng dù sao anh cũng đã có con nối dõi thì vợ anh là ai cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ là bà tiếc cho Hiền là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cuối cùng, sau khi nghe Phúc nói sẽ bù đắp cho Hiền, bà mới chịu bỏ qua mặc dù anh muốn làm gì thì làm. Hai mẹ con nói chuyện đến mức say xưa, không hề phát hiện Hiền ở phía sau lưng. Cô nhanh chóng nép sang một bên, nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Một người thì xem Hiền là cái máy đẻ, một người còn lại coi Hiền như vật thay thế để thỏa mãn cái sự ham muốn của bản thân. Cô nghiến răng ken két, siết chặt hai nắm tay. Lòng bàn tay cũng vì vậy mà dỉ máu Cô nhếch môi cười thâm hiểm Nếu Thư nói cô là rắn độc Thì hai mẹ con nhà này càng độc hơn rắn Hiền liếc mắt nghĩ thầm trong bụng Hai người cứ đợi đó Đến khi tôi chiếm được hết tất cả tài sản Tôi sẽ từ từ hành hạ hai người Đáng chết, đáng căm hận Hiền giả vờ như mình vừa đi đến niềm nở cất giọng ngọt lịm a à, bác nấu gì mà thơm thế nhìn thôi cũng biết ngon rồi bác định nấu xong món này thì lên gọi con xuống sau này đi cầu thang phải cẩn thận thai phụ thời gian đầu quan trọng lắm đấy con à bà huệ tươi cười nói chị thư không ăn cùng sao ạ à? hiền ngây ngô hỏi tiếp đừng nhắc tới nó đến giờ cơm mà không biết tự lết xác xuống thì cho nhịn đói bà huệ bực dọc nói rồi kêu phúc và hiền ngồi xuống cùng dùng cơm thấy vậy hiền liền cảm thấy thật hả hê nếu bà huệ biết người mang thai cháu nối dõi cho nhà này là thư chứ không phải cô thì chắc phải ân hận lắm nhưng thư cũng không thể trách cô được chỉ trách thư xui xẻo trở thành con dâu của bà huệ nhìn thấy phúc đưa hiền đi mua sắm về mà lòng thư đau như cát nhưng cô phải nhịn, cô buộc phải tìm ra sơ hở của Hiền. Nếu bây giờ gây sự, người chịu khổ không ai khác ngoài cô. Thư cố kìm nén cảm xúc, đóng sầm cửa lại. Mấy ngày nay, cơ thể cô rất yếu, ngoài xuống nhà lấy thức ăn được giao đến thì hầu như cô đều ở trong phòng. Cũng vì thế mà chưa có thời gian điều tra Hiền và cái thai giả đó. Ngày mai là nguyên về nước rồi cô sẽ nhờ nguyên giúp một tay kế hoạch của hiền càng hoàn mỹ thì càng để lộ sơ hở cô không tin không lọt được bộ mặt giả tạo của hiền đến lúc đó sẽ cho bà huệ và phúc biết sự tồn tại của đứa con trong bụng trưa nay như thường lệ thư vẫn xuống nhà lấy thức ăn đã đặt trước đó vừa đi đến giữa cầu thang cô liền chạm mặt hiền đang đi đến Vốn thư không định quan tâm đến cô ta, nhưng cô vẫn rơi vào sự khiêu khích của Hiền. Anh Phúc ạ, à, sắp để đơn ly hôn với cô rồi đó. đứa con trong bụng cô không thể không có ba đúng không? Hay là cô quỳ xuống cầu xin tôi đi, nói không chừng tôi còn nhường phúc cho cô đấy. Cô nằm mơ đi, tôi nhất định sẽ để anh ấy nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Thư chừng mắt đáp lời nói của Hiền. Vậy sao? Nhưng cô thua rồi Hai người đó vẫn nghĩ tôi mang thai thật Chưa đi đến cuối cùng Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu Đừng quá tự mãn <laughs> Vậy cô cứ chờ mà xem Giữa tôi và cô Anh Phúc sẽ chọn ai Trông thấy nụ cười trên mặt hiền Có phần đắc ý Thư liền nhíu mày khó hiểu Bỗng Hiền níu lấy tay Thư Rồi ngã người về phía sau Thư hốt hoảng liền đưa tay còn lại giữ chặt thành vịn cầu thang tiếng thét chói tai vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh giữa trưa thư chố mắt nhìn hiền lăn xuống mấy bậc cầu thang nếu không phải cô kịp phản ứng thì e là cô đã bị cô ta kéo ngã cùng bất giác phúc ở đầu xuất hiện nhanh chóng len qua người cô chạy xuống đỡ lấy hiền bà huệ nghe thấy tiếng la inh ỏi của hiền liền vội vã chạy ra xem trông thấy hiền nằm sõng xoài trên nền đất lạnh lẽo còn thư lại hốt hoảng đứng trên cầu thang bà liền nhíu mày tức giận bà chạy đến cạnh hiền vuốt ve gương mặt sợ hãi của cô chuyện gì thế này bà huệ ngẩng đầu lên nhìn thư lớn tiếng quát nạt là cô là cô đã đẩy ngã nó đúng không thư vẫn chưa hết hoảng sợ đôi chân run run men theo thành vịn cầu thang đi đến bên cạnh phúc cô sợ hãi níu lấy cánh tay anh hai mắt đỏ hoe cất giọng thều thào không phải em làm đâu mà phúc anh tin em đi là cô ta muốn kéo em ngã không không ngờ cô ta không ngờ a à, bụng bụng con đau quá đau quá hiền không ngừng ôm lấy bụng rên rỉ Bà Huệ lo lắng nhìn xuống tà váy của cô Một vệt máu đỏ tươi xuất hiện Bà hốt hoảng kêu lên Ôi, mau, mau đưa nó đến bệnh viện Úc bế sốc hiền lên Thì bàn tay thư giữ chặt lại Ánh mắt không hề muốn anh rời đi Phúc trong lúc hốt hoảng và lo sợ Anh tát thư một cái đau điếng Khiến cô choáng váng Đâm người vào kệ tivi Chính mắt tôi Thấy cô đẩy ngã hiền Cô kêu tôi tin thế nào được từ trước đến nay thư đã không thích hiền nhiều lần xảy ra xung đột dẫn đến cãi nhau bây giờ hiền lại mang thai con của anh đương nhiên trong lòng thư rất bất mãn lần trước cô còn ra tay đánh hiền nhưng anh nghĩ mọi việc chỉ dừng lại sau lời cảnh cáo đó anh thật sự không dám nghĩ đến cô lại tản nhận đến nỗi không tha cho đứa trẻ trong bụng hiền ngang nhiên ra tay đẩy ngã hiền xuống cầu thang phúc nói xong liền không thèm quan tâm đến thư nằm chật vật trên nền nhà lạnh lẽo anh nhanh chân bế đế hiền đến bệnh viện bà huệ chỉ liếc mắt nhìn thư rồi hử lạnh một tiếng nhanh chóng đuổi theo sau phúc và hiền miệng bà không ngừng van vái tổ tiên đứa cháu cưng của bà không thể xảy ra chuyện gì được khó khăn lắm gia đình bà mới có cháu nối dõi hai mẹ con hiền nhất định phải bình an thư thất thần nằm trên nền đất cô như chìm sâu vào địa ngục của cuộc đời ánh mắt vô hồn đến đáng sợ cô chưa từng nghĩ phúc sẽ vì một kẻ thứ ba mà đối xử với cô như vậy đây cũng là lần đầu tiên anh ra tay đánh cô hóa ra từ lâu trong tim anh đã không còn vị trí của cô vì sao cô vẫn ngây thơ như vậy chứ bất giác thư cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ bụng truyền đến khó khăn lắm cô mới có thể đưa tay ôm lấy bụng con của cô cô không thể xảy ra chuyện gì được cô còn có con của mình còn có trách nhiệm làm mẹ đầy thiêng liêng cô nhất định phải an toàn mới có thể bảo vệ đứa con trong bụng cô cố gắng ngồi dậy nhưng cả cơ thể giống như bị nam châm hút phải, không hề cử động dù chỉ một chút. Cô bất lực nằm trên nền nhà trắng tinh, dưới hạ thân máu không ngừng chảy ra, mùi máu tanh phả vào không khí thật khó chịu. Hai mắt thư chịu nặng, dần dần khép lại. Cuối cùng, cô cũng không thể kháng cự sức mạnh của tử thần. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi hốc mắt của cô lăn dài xuống hai gò má. Cùng lúc đó, tại bệnh viện, sau khi đưa Hiền vào phòng cấp cứu, bà Huệ và Phúc đứng bên ngoài phòng mà lòng nóng như lửa đốt. Phúc ngồi trên ghế, gương mặt trắng bệch, không ngừng lấy tay bấu vào nhau. Bà Huệ thì cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn lên ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu. Mãi một lúc lâu sau, ánh đèn đỏ vừa tắt, một vị bác sĩ chậm rãi đẩy cửa bước ra Bà Huệ liền chạy đến Níu tay ông ấy hỏi Cháu nội tôi thế nào rồi Chúng tôi đã cố gắng hết sức Nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé Bệnh nhân vừa xảy thai Sức khỏe còn rất yếu Tinh thần sẽ không tránh khỏi kích động Cả nhà nhớ chú ý chăm sóc bệnh nhân Vị bác sĩ tử tốn nói Bà Huệ nghe xong Liền quay sang đánh mạnh mấy cái vào vai con trai bà không ngừng gào thét nước mắt ràn rụa nếu mày không nghe mẹ ly hôn sớm với con thư thì cháu nội của mẹ cũng không mất mày trả cháu lại cho mẹ đi trời ơi rốt cuộc nhà tôi phải gánh tội nghiệt gì phúc cũng đau lòng không hề thua kém bà huệ anh chỉ vừa mới được lên trước ba niềm vui sướng ấy còn chưa duy trì được bao lâu thì ông trời đã đành lòng tước đoạt đi hạnh phúc mà anh hằng ao ước bấy lâu nay anh chỉ cần một đứa con ngoan ngoãn lẽ nào lại khó đến như vậy sao hiền sau khi được đẩy về phòng bệnh một lúc sau liền tỉnh lại vừa trông thấy phúc buồn rầu đứng bên cạnh cô liền cất giọng run run hỏi phúc còn chúng ta vẫn bình an chứ anh phúc im lặng không đáp ánh mắt dường như muốn trốn tránh sự tra xét của hiền thấy vậy hiền vừa khóc vừa gào thét om sòm con chúng ta mất rồi sao là tại chị ta em phải giết chị ta hiền bình tĩnh lại đi em phúc nắm lấy tay hiền trấn an anh hiểu rõ chuyện này đối với cô chẳng khác nào một đả kích cả mất đi đứa con cũng giống như bản thân mất đi một miếng thịt không có cảm giác nào đau đớn hơn cảm giác khi biết con mình không còn tồn tại đối với người mẹ mà nói nó y như một lần đến với quỷ môn quan hiền vừa khóc vừa nức nở ôm chặt lấy phúc những giọt nước mắt của cô ướt đẫm vai áo anh giọng nói của cô bắt đầu khàn đi con của chúng ta nó vô tội mà tại sao chị ta lại độc ác đến như vậy phúc chỉ biết im lặng vỗ về an ủi hiền mãi một lúc sau cô mới mất sức mà thiếp đi nhìn gương mặt xanh xao của cô phúc chỉ biết thở dài một hơi bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên phúc nhanh tay đưa vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động nhìn dòng tên người gọi đến là thư đang gọi cho anh anh mệt mỏi miết mi tâm một cái hiền chỉ mới vừa chợp mắt anh không thể đánh thức cô anh dứt khoát tắt ngang cuộc điện thoại rồi cúp nguồn cất lại vào túi quần bây giờ anh thật sự không có tâm trạng đôi co với thư cùng lúc đó tại một bệnh viện tư ở gần nhà của thư nguyên liên tục dùng điện thoại thư gọi cho phúc nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời đáp lại sự bồn chồn và lo lắng của cô chỉ là một câu nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau đầy quen thuộc cô bực dọc siết chặt cái điện thoại trong tay hướng mắt nhìn về phía cô gái đang hôn mê nằm trên giường bệnh chuyện gì đã xảy ra với thư vậy tại sao cô lại nằm bất tỉnh mẹ chồng cô và phúc đã đi đâu cả con hổ ly tinh kia nữa vì sao lại không thấy cô ta hàng loạt câu hỏi sinh ra trong đầu nguyên nhưng không câu hỏi nào có lời đáp cả vốn dĩ ngày mai nguyên mới trở về nước nhưng vì công việc hoàn thành xong sớm và cô cũng không yên tâm để thư một mình đối chọi với kẻ thứ ba nên quyết tâm đặt vé máy bay về ngay trong ngày sau khi xong việc Lúc ngồi trên máy bay, lòng Nguyên cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên. Vừa đặt chân xuống máy bay, cô liền bắt xe về thẳng nhà của Thư. Nguyên đứng trước cửa gọi mãi, nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời. Gọi điện thoại cho Thư, thì lại nghe âm thanh vọng ra từ trong nhà. Trông thấy cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô, Thư nằm bất tỉnh trên vũng máu đỏ tươi. Cô hốt hoảng lập tức gọi điện thoại cho một người bạn làm ở bệnh viện tư nhân gần nhà thư. Chỉ mất gần 10 phút, bọn họ đã đưa thư vào phòng cấp cứu. Hơn một tiếng đồng hồ tranh đấu với tử thần, nhưng vẫn không thể giữ được đứa con trong bụng thư. Nghe bác sĩ nói, nếu chậm một chút nữa, e là đến cả tính mạng của thư cũng khó giữ được. Nguyên thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân nếu cô đến trễ một chút Thì có phải đã không còn gặp Thư Nhìn gương mặt hốc hác của Thư Nguyên càng hận Không thể đem hồ ly tinh kia ra Để phanh thay trăm mảnh Ngẫm nghĩ một lúc Nguyên lại càng không hiểu Vợ bị xảy thai Đang nằm viện Mà điện thoại phúc lại không gọi được Rốt cuộc anh ta Có còn là chồng không vậy Nguyên đưa tay vỗ đầu một cái Anh ta đã dám làm ra cái chuyện tổn thương thư thì sao có thể là chồng được? Anh ta giờ đây chẳng khác nào một tên cầm thú đội lốt người. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình hình của Thư, liền gọi Nguyên ra ngoài nói chuyện, để tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Trông thấy sắc mặt bác sĩ không được tốt, Nguyên liền dự cảm có điều không lành, cất giọng hỏi. Có chuyện gì sao bác sĩ? Sau khi va chạm mạnh, lại mất máu quá nhiều, mới dẫn đến sảy thai. Cơ thể bệnh nhân vốn yếu, rất khó để mang thai. Sau này, e là không thể nữa. Sau khi nghe bác sĩ nói rõ tình trạng của Thư, Nguyên liền hốt hoảng đưa tay lên che miệng. Cô thật sự không dám tin vào tai mình mà hỏi lại. Ý bác sĩ là lần xảy thai này khiến cô ấy không thể sinh con nữa sao? Một tiếng xoảng vang lên rõ lớn, phát ra từ trong phòng bệnh. Nguyên nhanh chóng đẩy cửa chạy vào trong. Cô trông thấy dưới sàn nhà đầy những mảnh vỡ của ly thủy tinh. Nguyên còn chưa kịp định hình, Thư đã kích động lao tới, siết chặt cánh tay cô bạn thân, cất giọng nói yếu ớt. "Lời cậu vừa nói là thật sao? Nguyên, cậu nói đi." Trước sự tra xét của Thư, Nguyên dường như đã hiểu. Thư đã nghe hết lời cô vừa nói. Cô mím chặt môi, khó khăn lắm mới có thể gật đầu đáp lại câu hỏi của cô gái đứng trước mặt thư trông thấy liền hít thở không đều nhanh chóng ngất đi nguyên hốt hoảng đỡ lấy thư gọi vọng ra ngoài bác sĩ bệnh nhân ngất rồi lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua thư mới mơ màng tỉnh dậy lúc này trời cũng đã tối bên ngoài cửa sổ chỉ là một màn đêm tĩnh lặng những vì sao sáng lấp lánh, tưởng chừng như chỉ cần với tay lên sẽ có thể bắt được nó. Nhưng thực chất nó lại rất xa mình, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đón lấy sự hào quang của nó. Thư đặt tay lên bụng, so ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Có lẽ con của cô cũng giống như những vì sao sáng kia. Ở rất xa mà không thể nào bắt lấy được. Giờ đây cô đã mất đi thiên chức làm mẹ Hạnh phúc đó đối với cô Thật xa vời Bỗng ánh mắt hư trùn xuống Bàn tay bấu chặt vạt áo Nếu cô không kích động Chúng phải sự khiêu khích của Hiền Thì con cô đã không mất Nếu cô không quá nhu nhược Và mù quáng cố gắng níu kéo Một hạnh phúc hư không Thì có lẽ con cô vẫn còn Ở trong bụng Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều vì chấp nhiệm của cô mà ra là mẹ có lỗi với con mẹ đã không thể bảo vệ con an toàn đến với cuộc sống này Là mẹ không tốt mẹ đã quá ích kỷ vì chỉ nghĩ cho bản thân mình những lời tự trách và hối hận không ngừng nhắc nhở thư ghi nhớ ngày hôm nay những kẻ đã khiến mẹ con cô âm dương cách biệt đều phải trả giá cho tất cả Nguyên đi mua thức ăn tối trở về Trông thấy Thư đã tỉnh lại Cô liền vui vẻ Đặt thức ăn xuống bàn Chạy đến trước mặt cô bạn thân Mếu máu hỏi Thư à cậu tỉnh rồi đó à Khi nãy cậu làm mình sợ lắm đó Nguyên cậu điều tra xem Hiền đã làm giả kết quả mang thai ở đâu Thu lấy bằng chứng giúp mình Bọn họ tổn thương mình một Mình nhất định phải trả gấp 10 Mình phải đòi lại công bằng cho con của mình Được rồi Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà Ăn tối trước đã nhá. Sức khỏe của cậu vẫn còn yếu lắm. Mình mua cháo đập cẩm. Ừ, cậu thích ăn thế này. Thuyết phục mãi, Thư mới chịu ăn một chút. Nguyên biết rõ, Thư càng cố tỏ ra kiên cường, thì trong lòng lại càng đau. Một người khó khăn lắm, mới có thể làm mẹ. Nhưng chưa đầy hai tháng, lại phải nói lời vĩnh biệt với đứa con, không bao giờ được sinh ra. Thậm chí, còn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, cả đời này không thể sinh con được nữa nỗi đau đớn này không một từ nào có thể diễn tả được với định kiến của mẹ chồng cuộc sống của thư đã không dễ dàng gì phải chi phúc người đàn ông biết quan tâm và lo lắng thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này một người phụ nữ khi sinh ra đều phải gánh vác trách nhiệm sinh con nối dõi cho gia đình chồng sau như thế họ chẳng khác nào một công cụ thỏa mãn yêu cầu của mẹ chồng Bởi thế người ta mới hay rêu sao cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu Nguyên ngậm ngùi ngồi nhìn thư Số phận của cô sao lại nghiệt ngã quá Mấy ngày nay Nguyên vừa phải chăm sóc thư Vừa đi điều tra những việc xấu xa của Hiền Vì có một người bạn làm bác sĩ Nguyên nhanh chóng tìm được người đàn ông Đã làm giả kết quả mang thai cho Hiền người đó không ai khác chính là vị bác sĩ đã cấp cứu cho hiền hôm xảy thai theo lời kể của người đó vào một buổi sáng hiền đã gọi điện thoại cho hắn nhờ làm giúp một tờ kết quả mang thai giả cô ta rất chịu chi bỏ ra hẳn một số tiền không nhỏ để buổi chiều có thể nhận được kết quả ngay nhưng đến một hôm hiền lại điện thoại cho hắn nói muốn tạo dựng một cuộc cấp cứu cô ta sẽ giả vờ bị ngã. Khi đến cấp cứu thì bảo đã xảy thai. Còn chỗ máu dính ra váy cô ta là do kinh nguyệt. Do hắn là người đã theo dõi suốt quá trình mang thai của cô ta. Nên việc sắp xếp hắn làm bác sĩ trong ca cấp cứu là không hề khó. Nhưng cô ta đã tính toán thời gian rất chính xác. Điều này chính hắn cũng lấy làm khó hiểu. Theo lời thư, nguyên thu âm lại tất cả lời khai của tên bác sĩ đầy đủ chứng cứ thế này cô không tin không lột được bộ mặt giả tạo của con hổ ly tinh như hiền sau khi sức khỏe thư đã ổn định bác sĩ liền để đơn cho cô xuất viện trên chiếc xe taxi thư đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài đoạn đường về nhà vẫn tấp nập và náo nhiệt như vậy nhưng sao cô lại không cảm thấy vui sướng dù chỉ một chút nguyên ngồi bên cạnh đương nhiên nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt thư cô hỏi cậu thật sự muốn về đó sao đó là nhà của mình mà huống hồ vẫn có cậu bên cạnh còn sợ bọn họ làm khó được mình sao thư cười gượng đáp lời nguyên khó khăn lắm tâm tình thư mới tốt lên được một chút nguyên chỉ sợ nhìn thấy mặt bọn họ cô lại đau lòng nhớ đến đứa con đã mất nhưng trong lòng cô thế này cưỡng ép cô trốn tránh bọn họ là điều không thể sớm muộn gì cũng phải đối mặt chỉ bằng giải quyết nhanh một chút sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn úc đưa hiền trở về nhà vừa đỡ cô ngồi xuống ghế liền đi rót cho cô một cốc nước lạnh thấy nhà cửa yên ắng nên anh đoán thư vẫn trốn trong phòng nên cũng không hỏi bà huệ thấy phúc và hiền về đến bà huệ liền bưng bát canh gà nóng hổi, còn nghi ngút khói, đặt xuống trước mặt Hiền. Bác vừa nấu canh gà cho con, nên tẩm bổ một chút, ăn đi còn nóng. Mấy ngày nay, Phúc luôn túc trực ở bệnh viện theo ý Hiền. Mỗi lần anh định rời đi, là cô lại trở nên rất kích động. Chính vì thế mà mấy ngày nay, bà Huệ phải mang quần áo vào cho anh. Ở bệnh viện, anh đã bình tâm suy nghĩ. Lúc trước là anh quá mạnh tay Đánh thương ngã Đến bây giờ không biết cô có còn giận anh không Anh đưa mắt Nhìn lên căn phòng ngủ của mình Như chờ cô xuất hiện Trông thấy Phúc Cứ chăm chăm nhìn lên phòng ngủ Bà Huệ liền cất giọng mỉa mai Cái hồn bị con đánh đọ Nó bỏ đi rồi Mẹ nói sao Thư bỏ đi Cô ấy đi đâu được chứ Sao mẹ lại không báo con biết Phúc nghe thấy Liền đứng bật dậy Lớn tiếng nói Báo anh biết Điện thoại của Thư Anh còn không muốn nghe cơ mà Giọng một người phụ nữ Chậm rãi cắt lên Mọi người đều hướng mắt Nhìn ra ngoài thềm cửa Vừa trông thấy Nguyên và Thư Phúc liền thở phào nhẹ nhõm Hóa ra là vợ anh giận dỗi Bỏ sang nhà của Nguyên Giờ cô về đây Chắc chắn đã tha thứ cho anh Lúc đó Hiền vừa bị em làm sảy thai Anh vì tức giận Không muốn tranh cãi với em Nên đã tắt máy Mấy ngày nay Đến bây giờ anh vẫn không tin thư Anh cho rằng cô ấy là người độc ác ư Nguyên cất giọng Ngắt ngang lời nói của Phúc Cô gạt tay anh ra khỏi cánh tay thư Rồi kéo cô bạn thân Đến ngồi xuống đối diện bảo Huệ và Hiền Cô liếc mắt quan sát Hiền Rồi nhếch môi cười khiêu khích Hiền trông thấy thư bình an vô sự, liền tỏ ra chán ghét. Cô ta kích động đứng bật dậy, lao vào mắng chửi thư như một kẻ bị tâm thần. Nếu không phải là Phúc cản lại, e là cô ta đã sớm đánh nhau một trận với thư rồi. Tiếng quát tháo của cô ta khiến Nguyên không chịu được, mà tát cô ta một cái đầu điếng. Hiền mất thăng bằng, ngã nhào ra nền nhà. Cô ta liền bày ra bộ mặt oan ức, ôm lấy bảo vệ khóc nức nở. Bảo vệ tỏ ra tức giận, chỉ tay vào mặt Nguyên, gằn từng chữ một. Cô nghĩ cô là ai ở trong cái nhà này, muốn đánh ai thì đánh sao? Nguyên, cô ấy vừa mới xảy thai, em làm vậy là không được đâu. Phúc cũng mềm lòng, ngồi xuống đỡ hiền đứng dậy. Anh gà này, bác nấu cho ai tầm bổ đây? Nếu là cho cô ta, thì không cần đâu. Cô ta làm gì có mang thai Nguyên bỗng lên cao giọng đầy giận dữ Người xảy thai thật sự là Thư Chứ không phải cô ta Dứt lời Nguyên liền hất thẳng bắt canh xuống chân hiền Khiến cô ta thét lên vì nóng Còn bảo hệ và phúc Lại tròn xoay mắt Vì không hiểu những lời Nguyên nói Thư có thai khi nào chứ Sao bọn họ lại không hề hay biết Chẳng phải bác sĩ bảo Thư rất khó mang thai sao Ngẫm nghĩ một lúc Bà Huệ vẫn đinh ninh Là Nguyên đang nói dối Còn Phúc thì nhíu mày Hỏi Nguyên em vừa nói gì Thư bị xảy thai Chuyện là thế nào Nguyên rút ra một sớp giấy tờ Và cái máy ghi âm nhỏ Đặt xuống trước mặt hai người họ Cô từ từ kể hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua bắt đầu từ lúc trông thấy thư nằm bất động trên sàn nhà cô cũng không quên vạch trần bộ mặt giả tạo của hiền cùng những việc xấu xa mà cô ta đã làm với thư đoạn ghi âm lời khai của tên bác sĩ được nguyên bật lên giọng nói rõ ràng đến mức khiến bảo huệ phải ngây người hiền siết chặt hai tay giật lấy máy ghi âm đập mạnh xuống nền nhà tìm đại một kẻ dạo mạo là có thể gắn tội cho tôi sao? Mấy người đã hại chết con tôi Giờ còn muốn hại tôi ư? <laughs> Tại sao mấy người lại độc ác như vậy? Hiền quay sang Phúc Tỏ vẻ yếu ớt Anh Phúc, cô ta hại con em Anh phải làm chủ cho em Cuộc đời đúng là nợ cô một giải Oscar Diễn như thật vậy Nguyên vừa nói Vừa rút ra một cái máy ghi âm khác Công tác vừa được bật Giọng hai người phụ nữ Từ từ cất lên sắc mặt hiền mỗi lúc một đen lại anh phúc sắp để đơn ly hôn với cô rồi đó đứa con trong bụng cô không thể không có ba đúng không hay là cô quỳ xuống cầu xin tôi đi nói không chừng tôi còn nhường anh phúc cho cô đấy vậy sao nhưng cô thua rồi hai người đó vẫn nghĩ tôi mang thai thật đấy vậy cô cứ chờ mà xem giữa tôi và cô anh phúc sẽ chọn ai từ sau lần hiền giả vờ bị thư đánh ngã và thừa nhận đã đánh cắp que thử thai của cô thư liền trở nên cảnh giác lúc nào cũng mang theo một cái máy ghi âm ngày hôm cô xảy thai đáng lẽ cô đã đưa đoạn ghi âm đó cho phúc để vạch trần bộ mặt giả tạo của hiền ngay tại chỗ nhưng cô lại muốn xem anh có thật lòng tin tưởng cô hay không cuối cùng lại vì một cái tát của anh khiến cô đánh mất đứa con của chính mình đến bây giờ dù có hối hận cũng đã muộn rồi hiền biết mình đã không thể chối cãi nữa liền bật cười khanh khách hành động thừa nhận tất cả của cô ta khiến bảo huệ suýt chút nữa ngất đi cô ta từ từ đứng dậy vuốt lại mái tóc dối bời rồi rút trong túi ra một tấm ảnh Nghiêng đầu, nhìn bà Huệ hỏi: "Bác à, bác có nhận ra người này không?" Vừa trông thấy người đàn bà trong ảnh, bà Huệ liền trở nên hoảng loạn. Một năm trước, khi vừa lên thành phố, bà đã vô tình đụng trúng người phụ nữ này. Nhìn thấy bà ta máu me đầm đìa, bà hoảng sợ liền đánh tay lái, bỏ chạy. Người phụ nữ này là mẹ ruột của tôi đó hai chúng tôi chỉ vừa mới nhận lại nhau bà đã đâm chết bà ấy tôi trông thấy bà là hung thủ nhưng đi báo án lại không ai nhận điều tra nếu đã như vậy thì tự tôi trả thù cho mẹ tôi hiền cười như một kẻ điên loạn cười lớn nhìn thấy cảnh gia đình bà gà bay chó chạy tôi hả hê lắm chứ giờ cháu bà không còn tất cả đều là nghiệp do bà gây ra cả đấy không trách được ai đâu cô im đi bà huệ thét lên rồi đưa hai tay bịt tai đầy vẻ đau khổ những lời hiền nói là thật sao mẹ trông thấy thái độ của bà huệ anh dậu biết câu chuyện là rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi sao mẹ anh có thể giấu chuyện này đến tận bây giờ chứ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt nguyên bực dọc nói mấy người đủ chưa đủ rồi thì theo công an về đi vừa dứt lời công an đã đến còng tay hiền giải đi chứng cứ cố ý sát hại thư trước khi trở về nhà bọn họ đã trình lên công an thành phố trước khi hiền bị đưa đi cô ta vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại nói thư cô cũng đừng trách tôi chỉ trách cô là con dâu của bà ta nếu ngày hôm ấy bà ta chịu đưa mẹ tôi đến bệnh viện thì mẹ tôi đã không chết rồi Phúc nhìn theo bóng lưng hiền Bị công an dẫn đi Trong lòng vô cùng rối ren Vì mẹ anh là hung thủ giết người Nên mẹ dẫn đến việc trả thù của hiền Cũng vì mẹ anh Mà làm liên lụy Đến đứa con chưa chào đời của anh và Thư Cũng vì định kiến Muốn con nối dõi của mẹ anh Mà giờ giữa hai vợ chồng Đã không còn thứ Gọi là tình cảm Chồng thấy những chuyện diễn ra trước mắt Thư vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, không hề biểu lộ một cảm xúc gì. Càng trông thấy cô như thế, anh càng cảm thấy hận chính bản thân mình. Nếu anh có thể phản kháng lại cái sự quyến rũ của Hiền, thì hai vợ chồng cũng không đến mức lạnh nhạt như vậy. Nếu anh chịu tin tưởng Thư, không tin lời bịa đặt của Hiền, thì có lẽ anh đã không đánh mất đứa con mà bấy lâu nay anh hằng ao ước chỉ trách anh quá nhu nhược quá hồ đồ phúc quỳ xuống bên cạnh thư nắm chặt lấy tay cô giọng nói lý nhí bắt đầu cất lên thư ngàn sai vạn sai đều là anh anh xin lỗi em xin lỗi con anh không nên như vậy anh đúng là thua cả cầm thú anh không dám xin em tha thứ nguyễn hoàng phúc chúng ta ly hôn đi. Thư cắt giọng ngắt ngang lời nói của Phúc. Từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng ngồi một chỗ, chỉ để mình nguyên phơi bày sự thật. Nào ngờ câu đầu tiên phát ra từ miệng cô lại là gọi thẳng tên anh và đề nghị ly hôn. Phúc nghe xong liền buông thõng hai tay, cúi gằm mặt. Anh thật sự không có tư cách nào xin cô tha thứ cả ngoại tình đánh vợ giết con có chuyện xấu nào anh chưa làm đâu phúc liên tục tát mạnh vào mặt mình xem như là hình phạt cho sự ngu ngốc của bản thân bà huệ dù vẫn còn hoảng loạn nhưng trông thấy con trai như vậy bà cũng quỳ xuống tạ lỗi với thư bà vừa khóc vừa van xin thư mẹ xin lỗi con đều là lỗi của mẹ không liên can gì đến phúc Hai vợ chồng con sống chung cũng hơn 7 năm Sao có thể nói ly hôn là ly hôn được Thư nhách môi cười che giễu, Chẳng phải mấy ngày trước Bà Huệ còn muốn Phúc ly hôn với cô Để rước ả đàn bà kêu về ư Tại sao sau khi vạch trần tất cả sự thật Bà ta lại có thể mở miệng nói câu như vậy Bà ta xem cô là kẻ ngốc hay sao Mặc kệ cho bà Huệ ra sức van xin cầu thay cho con trai thư vẫn kiên quyết quay mặt sang hướng khác giọng nói đanh thép từ từ cất lên đây là nhà ba mẹ tôi cho tôi trước khi kết hôn dù có ly hôn thì vẫn là tài sản riêng của tôi viền hai người thu dọn đồ đạc đi ngay tôi không muốn nhìn thấy ai nữa bà huệ vẫn quyết nói thêm mấy câu để cứu vã lại mọi thứ Bà vốn sĩ đã có một người con dâu xinh đẹp và ngoan hiền. Mấy tháng sau, rồi sẽ chào đón một đứa cháu mũm mĩm đáng yêu. Nhưng chính bà, chính những lời nói cay nghiệt của bà đã đẩy mẹ con thư ngày càng xa. Cũng chính những định kiến muốn có con nối dõi mà bà đã tự tay giết chết hôn nhân của con trai mình. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà trông thấy thái độ thờ ơ của thư phúc hiểu rõ tình cảm giữa hai người đã nguội lạnh từ cái bạt tai hôm đó anh không dám cầu xin cô tha thứ cũng không dám có mặt mũi mà nói ra những lời đó nói yêu cô nhưng những hành động mà anh làm lại không ngừng tổn thương cô có lẽ bây giờ ly hôn là cái giá anh phải trả phúc sau khi thu dọn đồ đạc liền đỡ bà Huệ rời khỏi căn nhà đã gắn bó với anh hơn 7 năm dài đẳng đẵng. Bước ra đến thềm cửa, anh quay đầu nhìn lại, nhưng Thư vẫn lạnh lùng ngồi ở đó, ánh mắt kiên định đến đau lòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Thư liền nép vào lòng Nguyên khóc nước nở. Quyết định này đối với cô thật khó khăn và tàn nhẫn biết bao nhiêu nhưng cô không thể không làm vậy. Thứ hạnh phúc mà cô luôn níu kéo, sớm đã không còn nữa rồi. Vợ ơi, anh về rồi đây. Vợ ơi, anh có mua đồ em thích ăn nhất nè. Vợ ơi, anh chúc em sinh nhật vui vẻ, yêu em rất nhiều. Những lời nói của Phúc sau khi anh ta làm về, bỗng vang vẳng trong đầu thư. Cuộc sống hôn nhân đã từng hạnh phúc như thế nhưng cuối cùng, cô và anh cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Thư đứng trên thềm cửa, tay nắm chặt thanh kéo vali. Cô đưa mắt nhìn bao quát căn nhà này một lần cuối. Những hình ảnh ấm áp cứ như ùa về trong tâm trí cô. Ở căn bếp nhỏ, mỗi khi cô nấu ăn, anh đều đứng bên cạnh phụ giúp đỡ. Chốc chốc anh lại đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cô. Tiếng cười nói rôm rả vang vọng từ trong phòng khách. Cô ngồi bắt chéo chân xem những bộ phim mình thích, còn anh thì ở bên cạnh gọt trái cây đút cô ăn. Đôi lúc lại trêu cô, trông giống một nhân vật phim phản diện nào đó. Đương nhiên, anh vừa dứt lời sẽ bị cô đánh vài cái. Cô đã mỉm cười, cho đến khi những hình ảnh ấy dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Đã rất lâu rồi thì phải, cô cũng sắp quên mất những thói quen đó. Bất giác, cô phát hiện trên ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn ngày cưới. Cô nhớ ngày hôm đó, ở một nhà hàng sang trọng, dưới những ánh nến lung linh và lãn mạn, anh đã quỳ xuống cầu hôn cô. Tiếng nhạc du dương như hòa nhập vào cảm xúc thực tại, bất ngờ, hạnh phúc và rung động. Không một từ nào có thể diễn tả được sự vui mừng của cô hôm ấy. Trước nhẫn này, cũng là vào ngày cưới, sau khi đọc lời tuyên thệ, anh đã đeo lên cho cô. Anh đã từng hứa rằng vĩnh viễn sẽ yêu thương và chăm sóc cô. Nhưng có lẽ lời hứa đó chỉ có thời hạn 7 năm thư tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt lên kệ để giày. Cô đưa mắt nhìn nó, ánh mắt pha lẫn bao nhiêu phức tạp. Cô khẽ nén lại cảm xúc trong lòng, dứt khoát đẩy cửa rời đi. Căn nhà này đã không còn ấm áp như trước nữa, và cô cũng muốn rời khỏi đây, rời khỏi những hồi ức đau thương này, ở một nơi nào đó cô sẽ thay phần đứa con yêu mệnh của mình sống thật hạnh phúc. Cánh cửa vừa đóng lại, căn nhà vốn dĩ đầy áp tiếng cười nói liền trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Trên chiếc xe taxi đang thẳng hướng sân bay, thư cầm chiếc điện thoại di động trò chuyện với nguyên. Mình xin lỗi vì không đến tiễn cậu được. Qua bên đó nhớ báo bình an cho mình nha. Mùa đông ở Canada rất lạnh, nhớ giữ ấm cơ thể đấy. À, còn nữa, nhớ ăn uống điều độ. Bệnh đau dạ dày của cậu không thể coi thường được đâu. Ừ, mình biết rồi. Cũng không phải là vĩnh biệt đâu mà. Sao cậu nói nhiều thế? Nguyên đừng lo, mình sẽ không sao đâu, cậu yên tâm. Như thế thì được. Đừng có đi luôn không về đấy. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Nếu có cơ hội, mình sẽ sang đó thăm cậu. Cậu hãy yên tâm mà đi chơi đi Cảm ơn cậu Đã luôn ở bên cạnh mình Cậu bị ấm đầu à Mình không tốt với cậu Thì tốt với ai Thôi sếp mình gọi rồi Cốp máy nhá Tới nơi nhớ báo cho mình đấy Đừng có quên Sau khi xuống máy bay Thư liền bắt xe Đi đến căn hộ đã thuê trước đó Ổn định hết tất cả mọi thứ Cô muốn ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ở đất nước lá phong. Mùa đông ở Canada đúng là lạnh thật. Cô phải mặc một cái áo len dày cùng chiếc khăn choàng cổ mới đủ dự ấm. Cô cũng không quên đội thêm một cái mũ len theo lời dặn của Nguyên. Thư đi bộ trên cây cầu, thưởng thức làn gió mùa đông xe lạnh. Đứng ở vị trí của cô, có thể nhìn thấy vực núi sâu thăm thẳm phía dưới với dòng sông chảy xiết không ngừng mặt nước bốc khói lờ mờ và thảm rừng cây tuyết tùng đồ sộ uy nghi tráng lệ hệt như cảnh tượng trong phim thư đang cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất lá phong rực rỡ bất chợt cô bắt gặp một người đàn ông đang chụp trộm mình khẽ nhíu mày khó chịu vừa trông thấy thái độ của cô anh liền đặt máy ảnh xuống vội vàng chạy đến cuối người lịch sự xin lỗi cô Xin lỗi tôi mải mê siêu tập cảnh đẹp ở đây Vô tình trông thấy cô không kìm được Nên bệnh nghề nghiệp đã chụp cô vài tấm Thành thật xin lỗi cô Anh biết tôi là người Việt ư thương nghe anh nói tiếng Việt liền ngờ ngợ hỏi Gương mặt cô dễ nhận biết như vậy mà Với khi nãy tôi có nghe cô nói chuyện điện thoại Nên anh đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng nghịu nếu cô không thích tôi sẽ xóa ảnh ngay à tôi là phong nhiếp ảnh ra rất vui được quen biết cô tôi tên thư phong vui vẻ chào hỏi cô gái xinh đẹp trước mắt anh cởi mở đưa những tấm ảnh vừa mới chụp cho thư xem anh chẳng nhiếp ảnh ra còn không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cô nhưng lại thấy thấp thoáng đâu đó một nét u buồn thay thế phong không khỏi trò chuyện và hỏi han cô ở nơi đất khách tìm được một người bạn chân thành không phải là chuyện dễ dàng gì thư cũng vì nghe anh chàng này kể về những vẻ đẹp ở đây mà vui lên đôi chút nói chuyện với anh cũng khiến nỗi buồn trong lòng cô vơi bớt đi bất chợt anh nghiêng đầu nhìn cô cất giọng nói nhỏ vì sao cô lại đến canada trông cô hơi buồn Thấy thư vẫn im lặng, anh mím môi cúi đầu. "À, xin lỗi, cô không muốn nói cũng không sao, là tôi nhiều chuyện." Vì để chạy trốn những tổn thương, thư đưa mắt nhìn xa xăm đáp. "Con người đương nhiên sẽ không tránh khỏi những chuyện vui buồn. Dù không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng tôi khuyên cô nên đối mặt với tất cả." Phòng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp trò chuyện với cô tôi có thể thấy cô vốn là người hoạt bát và giàu tình cảm chứ không phải người lạnh lùng ít nói đừng bao giờ vì một điều gì đó mà cố gắng ngụy trang cho bản thân mình sẽ đánh mất thứ đẹp đẽ vốn có thư trầm tư suy nghĩ có lẽ phong nói đúng những thứ đã qua dù có trốn tránh thế nào cũng không thể không thừa nhận chúng đối mặt với tất cả là một hướng giải quyết tốt nhất thư mỉm cười nhìn quang cảnh xung quanh cô sẽ tập quên đi những phiền muộn và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây nếu cô không chê tôi có thể là hướng dẫn viên cho cô vẻ đẹp của tự nhiên có thể khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái đấy cô tin không Phong trông thấy sắc mặt Thư tốt lên đôi chút, liền cất giọng nói. Đương nhiên, Thư gật gù tán thành với ý kiến của anh. Ở nơi đất khách, nào ngờ có thể gặp gỡ hữu duyên. Vào một ngày mưa tầm tã, Phúc uống rượu say khướt, liền tìm về căn nhà cũ. Anh đứng trước cửa nhà, hai tay đập liên tục vào cánh cửa, cất giọng gọi. Vợ ơi, mở cửa cho anh, anh về rồi đây nghe thấy tiếng ồn ào một người đàn ông từ trong nhà đẩy cửa ra nhìn thấy phúc toàn thân đều là mùi rượu cả người đều ướt như chuột lột ông ta liền nhíu mày hỏi anh là ai sao lại đập cửa nhà tôi tôi hỏi ông mới phải ông ông là ai thư đâu phúc vì say rượu mà giọng nói cũng không được trơn tru anh vừa chỉ tay vào mặt người đàn ông lạ vừa cất giọng như chất vấn Nghe thấy tên Thư, người đàn ông đứng trong nhà mới ngờ ngợ ra. Ông ta cất giọng. Thư, anh nói chủ căn nhà này sao? Đó là chủ cũ rồi. Cô ấy bán nhà cho vợ chồng tôi rồi. Bán nhà? Vậy cô ấy đi đâu? Phúc như bừng tỉnh hỏi tới tớp. Ai mà biết, đồ thần kinh. Khuya rồi, còn om sòm không cho ai ngủ. Đi đi. Ông chủ nhà mới vừa nói vừa xua tay đuổi người. Vừa dứt lời, ông ta đóng sầm cửa lại, bỏ mặc một mình Phúc, đứng ngay người dưới trời mưa tầm tã. Thư đã đi khỏi đây rồi sao? Cô đã đi đâu? Anh chợt nhớ ra, anh và Thư đã ly hôn được mấy tháng rồi. Đây đâu còn là nhà của anh nữa. Phúc lững thững đi dưới màn mưa trắng xóa. Càng đi, anh càng tỉnh rượu. Anh đưa tay vuốt mặt không biết đây là nước mưa hay nước mắt. Bất chợt anh quỳ xuống giữa lòng đường không một bóng người ở đây. Thét lên. Phúc liên tục đấm tay vào lòng ngực như để vơi đi nỗi đau đang giằng xé trái tim mình. Nhưng không nỗi đau nào có thể che lấp được sự khốn khổ trong anh. Thời gian cứ thế trôi qua, ngót nghét đã thêm 5 năm nữa. Nguyên đang nhàn nhã, Ngồi thưởng thức tách cappuccino vừa được nhân viên phục vụ bưng ra, nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy thư tay trong tay cùng một người đàn ông đi đến, Nguyên liền mỉm cười, vẫy tay gọi. Đợi sau khi cả hai ngồi xuống đối diện, Nguyên mới đưa mắt quan sát người đàn ông bên cạnh thư. Anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean sẫm màu gương mặt anh dù không hoàn mỹ như các sao điện ảnh nhưng vẫn có thể khiến mấy cô gái trẻ nghiêng ngả vì nhan sắc tuấn tú tu đó mãi một lúc nguyên mới cắt giọng hỏi vẻ mặt vô cùng hoài nghi anh thật sự là phong người chồng nhấp ảnh ra nhỏ hơn thư hai tuổi đó sao cậu không tin sao là do mình trẻ đẹp hơn đúng không thư nghiêng đầu nhìn nguyên treo chọc phong ngồi bên cạnh Chị biết cười trừ đáp lại. Đây là lần đầu tiên anh gặp bạn thân của vợ mình, nhưng anh lại không biết xưng hô với cô thế nào. Nguyên lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng lại không thể gọi một tiếng chị. Trông thấy sắc mặt gượng gạo của Phong, Thư liền bật cười nói. Anh gọi em thế nào thì gọi Nguyên như thế. Cô sát tài nói nhỏ. Cô ấy không thích bị gọi là chị đâu sợ sẽ già hơn em đấy phong đưa tay gãi đầu đầy ngượng nghịu không ngờ anh nghĩ gì vợ mình đều biết nếu đây là lần đầu chắc thư cũng sẽ không đoán được chỉ vì khi biết tuổi thật của cô anh cũng khó xử như vậy sau lần đầu gặp ở cầu ở bên canada cả hai đã có trao đổi thông tin liên lạc với nhau hai người gặp nhau mỗi lúc một nhiều dù biết đó là sự sắp đặt của phong nhưng cô vẫn tỏ ra là tình cờ dần dần cô bị sự chân thành của anh làm rung động trái tim cô dường như cũng được chấp vá chính anh đã cảm hóa cô trở thành con người hoạt bát và vui vẻ như bây giờ lúc ấy cô nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa nhưng anh đã chấp nhận những thiếu sót của cô anh dần bước vào cuộc sống của cô và biến nó trở nên đẹp đẽ vì yêu anh chấp nhận cô đã từng có một đời chồng vì thương anh chấp nhận cô đã từng xảy thai và sau này sẽ không còn khả năng làm mẹ anh biết rõ mọi thứ về quá khứ của cô nhưng anh vẫn chỉ nói với cô rằng anh không quan tâm quá khứ của em thế nào điều anh quan tâm nhất đó là được nắm tay em đi hết quãng đời còn lại hạnh phúc của em sau này sẽ do anh tạo dựng." Nguyên đưa tay chống cằm, chu môi bất mãn nhìn hai người ngồi trước mặt. Mục đích hôm nay của họ đến đây là để đầu độc cô Trăng. Cô thở dài nói, "Này, hai người định thả cầu lương cho mình đến bao giờ thế? Mình ăn no rồi đấy." ấy thế anh chàng kiến trúc sư, mà lần trước cậu nói thế nào rồi?" Thư chợt nhớ ra, liền cất giọng hỏi cô bạn thân. Đừng nhắc đến anh ta Đúng là cái tên đầu gỗ Không biết nhân tình thế thái là gì Để mình nói cho cậu biết Mình nói bà gì đến thăm Thì anh ta nghĩ bà gì đến thăm thật Mình nói nhìn thấy đồ trong giỏ hàng Khiến mình tủi thân Anh ta liền một phát Xóa hết đống đồ mình siêu tập rất lâu Nguyên cứ luyên thuyên Kể sống người bạn trai Kiến trúc sư của mình cho vợ chồng nghe thương nghe Chồng thấy thư cười thích thú Cô liền nhíu mày hỏi Sao cậu lại cười? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu như vậy đấy Thư vừa dứt lời Nguyên liền há hốc mồm Nhìn sang phong Anh cũng hùa theo vợ Mà trêu cười cô Từ đầu đến cuối Anh vẫn ít nói Làm cô quên mất Ngoài cô và thư ra Thì ở đây vẫn còn một người đàn ông Cô xấu hổ đưa tay che mặt Thấy vậy thư càng phá lên cười bầu không khí nhộn nhịp vô cùng sau khi rời khỏi quán cà phê thư quảng tay vừa cười vừa đi đến bãi đậu xe cùng phong bất chợt vô tình đụng phải một người đàn ông đang quay lưng lại cô vội vàng cúi đầu cất giọng nói a ah, thành thật xin lỗi anh anh không sao đó chứ không không sao người đàn ông đó nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại Trông thấy thư, anh liền kinh ngạc, đánh rơi chai nước trong tay, miệng lắp bắp. Thư, đã, đã lâu không gặp. Sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt là ai, Thư mới tròn mắt ngạc nhiên. Đúng là đã lâu không gặp. Từ sau khi kết thúc thủ tục ly hôn ở tòa án, cũng đã 5 năm rồi còn gì. Chồng Phúc tiểu tụy hơn rất nhiều, anh cũng ốm đi không ít gương mặt hốc hác đến mức lộ rõ xương gò má trông thấy ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông này nhìn thư phong vội quay sang nhìn vợ dịu dàng cất giọng đây là bấy giờ phúc mới phát hiện bên cạnh thư còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác nhìn thấy thư quàng tay anh ta vô cùng thân mật anh cũng có thể đoán ra người đàn ông đứng đối diện là ai Ánh mắt của anh ta nhìn cô còn ngọt ngào hơn ánh mắt của anh vào 10 năm về trước. "Đây là Phong, chồng tôi." Thương nghiêng đầu nhìn Phong, chỉ tay về phía Phúc giới thiệu. "Còn đây là chồng cũ của em, Phúc." Hai người đàn ông bắt lấy tay nhau chào hỏi lịch sự. Phúc quan sát cách ăn mặc của Phong, rồi đưa mắt nhìn lại bản thân mình. Khóe môi anh bất giác nở nụ cười nở nụ cười chế giễu. Anh quả thật không có gì để so sánh với người đàn ông này cả. Trông thấy ánh mắt của Phúc dường như có nhiều điều muốn nói với Thư. Phòng vỗ vỗ tay cô, bảo cô đứng đây, chờ anh đi lấy xe rồi sẽ quay lại. Trước khi đi, anh còn lịch sự gật đầu chào Phúc. Dáng vẻ của anh không hề lo lắng chuyện Tình cũ không rủ cũng đến, cứ ung dung bước đi một mặt như vậy. Nhìn theo bóng lưng Phong rời đi, thư liền mỉm cầy tùng tìm. Cô hiểu Phong, anh là một người sòng phẳng, anh muốn cô có thể đối mặt với tất cả quá khứ đã qua. Và hành động của anh cũng đã phần nào chứng minh được sự tin tưởng của anh dành cho cô. Giữa hai vợ chồng, sự tin tưởng tối thiểu sẽ là sợi dây kết nối hai người lại với nhau mãi mãi cũng không thể xa rời thư cất bước đi đến gần bờ sông hai tay khoanh lại nhìn ra dòng nước trong xanh phẳng lặng còn phúc vẫn đang nhìn theo bóng lưng chồng mới của cô năm đó cũng là do anh không tin tưởng cô nên mới đẩy cô rời khỏi vòng tay mình giờ hối hận cũng đã quá muộn màng khó khăn lắm anh mới có thể cất giọng hỏi cuộc sống của em có tốt không như anh thấy đó anh ấy rất tốt với tôi và cũng rất tin tưởng tôi thư đáp nếu nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn mẹ con anh từng lời nói của thư như muối sát vào vết thương trong lòng phúc từng chữ từng chữ như cứa vào da thịt anh đau vô cùng anh nở nụ cười chua chát miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu nói thế thì tốt Thế thì tốt Thư quay người nhìn lại Cất giọng hỏi han như đối với một người bạn Còn anh thế nào rồi? Năm năm qua Ban ngày Phúc vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc Thời gian cứ vô tình trôi Khiến anh trở thành một cỗ máy Từ lúc nào không hề hay biết Chỉ có quần quay công việc Anh mới quên đi những tội lỗi Mà bản thân đã gây ra anh vẫn tự trách bản thân quá nhu nhược đến khi màn đêm buông xuống chỉ có rượu và men say bầu bạn với phúc nếu không có nó anh sẽ không tài nào chợp mắt được nửa đêm đang nằm ngủ anh cũng hoảng sợ mà giật mình tỉnh giấc chính vì thế mà sức khỏe anh yếu đi rất nhiều nhưng những chuyện đó đã không còn liên quan gì đến thư nữa anh càng không muốn cô biết những năm qua anh đã khổ sở thế nào anh thật sự không có mặt mũi để than vãn với cô về bất cứ điều gì anh gượng cười cất giọng thanh lãnh đáp lời cô vẫn vậy hỏi thêm vài câu thư mới biết bà huệ sau ngày cô và phúc ly hôn đã xin ở lại trong chùa làm công đức cho đứa cháu đã qua vì những định kiến của bà mà đã ra đi Ngày ngày gõ mõ tụng kinh cho tâm thanh tịnh Vì chỉ có như thế mới có thể làm giảm phần nào tội nghiệp Mà bà đã gây ra cho Thư và đứa cháu còn chưa chào đời Thư nghe xong hai mắt có chút trùn xuống Cô đã thật sự tin vào câu nhân quả báo ứng Cô lắc đầu, khóe môi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo phúc hít thở sâu cất giọng nói đầy hổ thẹn anh và mẹ đã phải trả giá cho những tội nghiệt của mình bà thật sự muốn nhận được sự tha thứ của em em có thể tha thứ cho bà ấy và anh không thư im lặng một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn phúc mỉm cười khẽ đáp nếu để trong lòng thì mới sinh hận nhưng bao năm trôi qua tôi đã không còn nhớ nữa rồi cứ ngỡ cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa cho đến khi phong xuất hiện bây giờ anh ấy mới thật sự là cuộc sống của tôi lúc tôi khó khăn nhất anh ấy đã trở che và bảo vệ cho tôi cho tôi cảm giác an toàn nhất có thể anh ấy chấp nhận những thiếu sót trong quá khứ của tôi nguyện yêu tôi hết quãng đời còn lại thư vừa nhìn người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe bốn chỗ màu trắng vừa cười nói rất vô tư trong lời nói của cô chứa đựng biết bao sự tự hào đối với người chồng mới mãi một lúc trôi qua cô mới mỉm cười xấu hổ xin lỗi tôi đã nói quá nhiều rồi em có từng hối hận khi lấy anh không đây là câu hỏi phúc đã giấu trong lòng suốt mấy năm nay cũng vì câu hỏi này mà anh đã tự dằn vặt mình khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại thư trong vô thức anh bỗng cất giọng hỏi thư không hề do dự mà lắc đầu cô chưa từng hối hận vì quyết định năm đó cô không thể phủ nhận khoảng thời gian ở bên anh rất hạnh phúc mặc dù niềm hạnh phúc ấy không thể duy trì đến cuối cùng nhưng chính những tổn thương đó khiến cô trở nên trưởng thành bản thân cô đã có thể tự đương đầu với mọi thứ không còn lệ thuộc vào bất cứ ai. Và cũng chính nhờ có anh, cô mới có thể gặp được Phong ở nơi đất khách. Có lẽ đây mới thật sự là hạnh phúc mà cô mãi đi tìm. Chúc em hạnh phúc. Phúc dùng thái độ chân thành nhất, nói ra lời chúc phúc cho Thư. Cảm ơn anh, anh ấy vẫn đang đợi tôi, tôi xin phép đi trước. Nói rồi, Thư cúi đầu chào Phúc nhanh chân đi đến cạnh Phong. Cô cười cười nói. Anh chờ em có lâu lắm không? Phong lắc đầu lia lịa. Anh vừa mở cửa ghế lái, vừa cất giọng chiều mến. Hai người nói chuyện xong rồi à? Vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị chứ? Anh thèm món sườn xào chua ngọt của vợ lắm rồi. Anh chỉ biết ăn thôi. Ai bảo thức ăn vợ anh nấu, ngon như thế cơ chứ? Sau khi thắt dậy an toàn cho Thư, phong đóng cửa xe lại quanh người gật đầu chào phúc theo phép lịch sự xong anh đi vòng qua ghế lái khởi động xe chiếc xe nhanh chóng lan bánh rời đi phúc đứng ngay người nhìn theo chiếc xe khuất dần khuất dần rồi biến mất đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô có lẽ ở bên phong cô thật sự hạnh phúc anh có thể cảm nhận được sợi dây gắn kết giữa hai người. Chồng thấy thư tìm được một nơi nương tựa, Phúc cũng yên tâm phần nào. Trong vô thức, khóe môi anh nở một nụ cười mỹ mãn. Đây thực sự là kết cục tốt nhất dành cho thư, là phần quà mà ông trời bù đắp cho những tổn thương của cô. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã đến hồi kết. Mất đi rồi con người ta mới bàng hoàng mà níu giữ Nhưng đã quá muộn màng Trong cuộc đời này không có điều gì trọn vẹn cả Bằng lòng với thứ mình đang có Cũng là một cách hạnh phúc trong hiện tại Sau khi nghe xong câu chuyện Các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào Hãy để lại đôi dòng bình luận bên dưới nhé Và rất mong các bạn ủng hộ kênh chuyện bằng cách Nhấn đăng ký kênh Và nhấn vào quả chuông thông báo Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều chuyện hay audio xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện sau